chương 641. Thần Châu Đỉnh nên có 10 cái. Nguồn. Mê truyện audio com Thần Châu Đỉnh lấy ra làm chúng sử dụng. Cái này liền không cần, ta xem thiên huyền hoàng triều có 9 cái thần Châu Đỉnh được rồi, các ngươi cái kia một cái chính mình giữ đi. Tiêu Phạm lắc đầu nói. Hắn cũng không thể đáp ứng quá thoải mái, bằng không thiên cơ tông những người này sẽ sinh nghi. Nam Cung Cẩm lạnh lùng nói. Tiêu Phạm ta xem ngươi là chột dạ. Ngươi không phải nói thần Châu Đỉnh có 10 cái sao? đã có 10 cái ngươi cho chúng ta thần châu đỉnh liền khẳng định cũng có thể sử dụng, chúng ta miễn phí đem cái kia một cái thần châu đỉnh cho ngươi. Tiêu Phàm vẫn là lắc đầu. Tạo Thiên nhận lạnh lùng nói. Tiêu Thiên sư chúng ta Thiên Cơ Tông gặp truyền ra tin tức, chúng ta Thiên Cơ Tông cũng không có đem thần châu đỉnh cho ngươi, là ngươi sử dụng giả thần châu đỉnh lừa dối chúng ta. Tiêu Phàm trong mắt hàng quan lấp lóe. Các ngươi Thiên Cơ Tông đã làm gì trong lòng mình rõ ràng, bản vương tạm thời không gây phiền phức cho các ngươi, các ngươi tối thật biết điều một điểm. Thần Châu Đỉnh có 10 cái, các ngươi chính là thật sự không quan tâm các ngươi có tin hay không ngược lại bản vương là tin người đến tiễn khách tào thiên nhận bọn họ nổi giận đùng đùng địa từ tiêu thân vương phủ rời đi bọn họ rất mau rời đi lăng tiêu thành nam cung cẩm mặt đen lại nói tào trưởng lão cơn giận này ta có thể không chịu được tiêu phàm cái kia cẩu vật hắn coi chính mình thật có thể đè lên không để chúng ta hé răng tào thiên nhận trầm giọng nói thánh tử ngươi trước tiên tông môn đem tình huống thật lòng nói cho tông chủ bọn họ ta chờ ở bên ngoài tông chủ tiến một bước mệnh lệnh. Được. Nam cung cẩm gật đầu. Hắn phân thân rất nhanh hóa thành khói xanh biến mất không còn tâm hơi. Khốn nạn. Được Nam cung cẩm báo cáo, Nam cung thanh vân bọn họ tức giận không thôi. Tông chủ, tiêu phàm hẳn là biết chúng ta phóng thích huyết yêu sự tình, nhưng hắn không có bất kỳ chứng cứ, chúng ta nên tàn nhẫn mà phản kích hắn, tông chủ, chúng ta cái này thần châu đỉnh khẳng định có vấn đề, chúng ta thiên cơ tông cường giả hoàn toàn có thể chủ động đứng ra, chúng ta trực tiếp cùng tiêu phàm làm công khai. Tiêu phàm khinh người quá đáng. Cho chúng ta giả còn nhớ chúng ta tâm miệng, hắn cho rằng hắn là ai. Thiên cơ tông trong đại điện mọi người phẫn nộ vô cùng phun mạnh. Nam Cung Thanh Vân hít sâu một hơi trầm giọng nói. Ai lại đi ra ngoài một chuyến, trước mặt mọi người cho thấy chúng ta thiên cơ tông lập trường, để bách tính biết tiêu phàm xảo trá. Ta đi. Ta cũng đi thiên cơ tông lập tức thật mấy cường giả đứng dậy. Nam Cung Thanh Vân điểm bên trong hai cái, bọn họ phân thân đến ngoại giới cùng Tào Thiên Nhận phân thân tụ tập chung một chỗ, Tào Thiên Nhận phân thân cũng biết Nam Cung Thanh Vân ý tứ. Chúng ta đến một cái khá lớn thành trì, trước mặt mọi người phát biểu thanh minh. Tào Thiên Nhận trầm giọng nói. Mặt sau đi ra hai cường giả gật đầu. Không bao lâu thời gian bọn họ đến một tòa một triệu nhân khẩu thành trì, cái thành trì này đang tu luyện khu bên trong, trong thành tu luyện giả không ít, nhưng tu vi không có đạt đến nguyên anh cấp bậc, âm 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 tào thiên nhận bọn họ tu vi đều có nguyên anh cấp bậc bóng người của bọn họ đến giữa bầu trời ba người đều toàn lực bạo phát thả ra ngoài mạnh mẽ uy thế trong thành rất nhiều bách tính nhìn phía bầu trời lão phu thiên cơ tông thái thượng hoàng lão tào thiên nhận bọn họ hai vị đều là thiên cơ tông trưởng lão lão phu đại biểu thiên cơ tông khiển trách tiêu phạm tiêu thiên sư hắn phát xuống lời thề hứa hẹn cho chúng ta thiên cơ tông một cái thần châu đỉnh kết quả hắn trả cho chúng ta thần châu đỉnh còn ở tông chủ nơi đó Tiêu Thiên Sư đã dùng ra thứ 9 cái thần châu đỉnh. Chúng ta tìm đến cửa, Tiêu Thiên Sư lại nói với chúng ta thần châu đỉnh có 10 cái. Các đại tiên môn cường giả mọi người đều biết thần châu đỉnh tổng cộng cũng chỉ có 9 cái. Tào Thiên nhận căm phẫn sụp sôi địa đạo. Dáng dấp của hắn ngược lại không là giả trang. Tiêu Thiên Sư sử dụng thần châu đỉnh, lại không phải thiên cơ tông cái kia. Thứ 9 cái sử dụng, thiên cơ tông cái kia liền khẳng định là giả. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Thần châu đỉnh là vô cùng trọng yếu bảo vật, các thế lực lớn cường giả nghị luận nhiều lắm, dù cho bách tính bình thường rất nhiều bây giờ đối với thần châu đỉnh cũng có rất sâu hiểu rõ. Tào Thiên nhận một bộ bi phẫn dáng dấp. Chư vị, tiêu thiên sư thực lực mạnh mẽ, nhưng như vậy bắt nạt chúng ta thiên cơ tông, hơi bị quá mức phân một chút. Chúng ta thiên cơ tông nói ra, chúng ta lấy ra cái kia một cái thần châu đỉnh trước mặt mọi người miễn phí cho hắn sử dụng, kết quả hắn vẫn là từ chối, hắn này không phải chột dạ là cái gì. Công đạo tự tại lòng người, phiền phức chư vị hỗ trợ khuếch tán tin tức. Tào Thiên nhận chấp tay, mặt khác hai cái thiên cơ tông trưởng lão đồng dạng chấp tay. Một triệu người có đến mấy chục vạn nghe được Tào Thiên nhận nói, bên trong tiêu phạm tín đồ vượt qua một nửa, có thể vẫn cứ có thật nhiều người cũng không phải tiêu phạm tín đồ. Tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền về chỗ trống mới. Ngăn ngắn thời gian hai ngày, tương quan tin tức ngay ở toàn bộ thiên huyền hoàng triều truyền được nhốn nháo. Tin tức như thế, ít nhiều gì đối với tiêu phạm danh tiếng bất lợi. Thiên huyền hoàng triều bách tính đối với lời thề vẫn là nhìn ra khá là nặng. Tiêu phàm thành tựu đế quân, thành tựu cường giả đứng đầu dưới cái nhìn của bọn họ càng nên lời hứa đáng giá nghìn vàng thiên duyên cát tiêu phàm hoàn thành rồi ngày hôm nay đoán mệnh hơn ba ngàn tăng gấp bội bức dưới dù cho không có sự kiện lớn tiêu phàm cũng có thể kiếm được không ít tính ngưỡng điểm tiêu thiên sư nhằm vào thiên cơ tông nghi vấn nhằm vào bách tính nghi hoặc ngươi có ra sao đáp lại ngươi cho thiên cơ tông thần châu đỉnh là giả cái này ngươi thấy thế nào trong quán khách nhân bên trong có người lớn tiếng nói người này là tiêu phàm sắp xếp thác Người này nói xong, chu vi không ít người nhất thời đối với hắn trận mắt nhìn, vào quán rất nhiều người đối với tiêu phàm tín ngưỡng rất sâu. Tiêu phàm nhìn phía người nói chuyện. Hiện nay mới thôi bản vương vẫn không có thu được thiên cơ tông đưa ra thần châu đỉnh, bản vương tạm thời không xác định có phải là thiên cơ tông thần châu đỉnh mất trọng. Xeo. Xeo. Tào Thiên nhận cùng một cái khác thiên cơ tông cường giả từ Lăng Tiêu Thành ở ngoài bay vào. Bọn họ mang theo thần châu đỉnh phi hành. Lăng Tiêu Thành bên trong rất nhiều người nhìn thấy bọn họ, Tào Thiên nhận bọn họ không chỉ không có ẩn giấu đi đi tới, hơn nữa còn thả ra ngoài mạnh mẽ khí tức, dẫn tới Lăng Tiêu Thành rất nhiều bách tính tập trung sự chú ý ở trên người bọn họ. Đó là thần châu đỉnh. Hẳn là. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, không ít cường giả cấp tốc chạy tới thiên duyên các phương hướng. Rất nhanh Tào Thiên nhận bọn họ hàng rơi xuống đất. Bọn họ trực tiếp đến thiên duyên các cửa lớn, bên này chen chúc không ít người nhường ra một mảnh đất trống. Bồng. Tào Thiên nhận bọn họ đem thần châu đỉnh đặt ở trên mặt đất, Chư vị, đây chính là tiêu thiên sư trả cho chúng ta thần châu đỉnh. Mọi người đều có thể quá tới kiểm tra, nó khắp nơi mọi mặt có phải là cùng thật sự thần châu đỉnh như thế. Chúng ta thiên cơ tông bị tiêu thiên sư cho lừa. Cái này thần châu đỉnh chúng ta được sau khi ngay lập tức liền thu được tiên môn bên trong, bình thường đều là đặt ở tông chủ không gian bảo vật bên trong, tuyệt đối không thể bị trộm. Tạo thiên nhận trầm giọng nói. Thiên cơ tông cường giả bây giờ không ít, rất nhiều cường giả lập tức thần thức kiểm tra, bọn họ kiểm tra kết quả, này cùng thật sự thần châu đỉnh tự hồ không có bất kỳ sai biệt. Tiêu Thiên sư ngươi nói thế nào? Tào Thiên nhận nhìn đi ra Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tiêu Phàm ánh mắt rơi xuống thần châu đỉnh trên, sắc mặt hắn bình tĩnh trong lòng cười nở hoa. Chương 642. Thứ 10 cái thần châu đỉnh sử dụng. Nguồn: Mê truyện audio.com. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói. Tào trưởng lão, thần châu đỉnh có 10 cái. Tào Thiên nhận cười lạnh nói. Tiêu Thiên sư ngươi này không phải mở mắt nói mò, các đại tiên môn đều rất rõ ràng, Thần Châu đỉnh năm đó tổng cộng cũng chỉ chế tạo 9 cái. Vì lẽ đó có cửu đỉnh trấn Thần Châu lời giải thích. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi dĩ nhiên nói Thần Châu đỉnh có 10 cái, buồn cười đến cực điểm. Ngươi đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cường là có thể chỉ hưu bảo ngựa." Tiêu Phàm nói. "Tào trưởng lão, làm sao ngươi biết không có ai trong bóng tối chế tạo những khác Thần Châu đỉnh?" Tào Thiên nhận trào phúng nói. "Tiêu Thiên sư, nếu ngươi nói có 10 cái Thần Châu đỉnh, ngươi đến sử dụng nó, nhìn có thể hay không dùng nó trấn áp thiên huyền hoàng triều số mệnh. Ngươi dùng thành công chúng ta thiên cơ tông là vu cáo ngươi, chúng ta bồi thường. Nếu như ngươi không có sử dụng thành công, trước ngươi hứa hẹn ngươi phải tuân thủ, chúng ta thiên cơ tông bên kia địa bàn sau đó không thuộc về thiên huyền hoàng triều, chúng ta độc lập kiến quốc. Chu vi rất nhiều bách tính trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Bọn họ không có mấy cái cảm thấy đến gặp có 10 cái thần châu đỉnh, hẳn là tiêu phạm lừa dối thiên cơ tông. Các ngươi thiên cơ tông đóng kín sơn môn bản vương nơi nào cầm được đến bồi thường các ngươi trước tiên đem bồi thường lấy ra, bồi thường nếu như đủ phân lượng bản vương liền sử dụng cái này thần châu đỉnh. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói. Tạo Thiên nhận lạnh lùng nói. Chúng ta thiên cơ tông hứa hẹn bồi thường, liền nhất định sẽ bồi thường. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Bản vương không tin được các ngươi. Các ngươi nếu như muốn bản vương sử dụng cái này thần châu đỉnh, các ngươi phải lấy ra đầy đủ bồi thường. Bằng không bản vương cảm thấy đến này thần châu đỉnh chính là thật sự. Tạo Thiên nhận cắn răng nói. Tiêu Thiên sư ngươi không nên rời đi, bản tọa hiện tại liền đem tin tức truyền về tông môn, nên không tốn thời gian dài thời gian tông chủ liền sẽ có đáp lại. Hành. Bản vương liền tiếp tục cho đại gia tính toán mệnh. Các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Tiêu phàm thiên duyên các bên trong. Nằm cung thanh vân không bao lâu được tin tức, bọn họ thương lượng lập tức lấy ra không ít thứ tốt. Hai cái canh giờ không tới, thiên cơ tông có cường giả mang theo một ít bảo vật đến lăng tiêu thành. Tiêu thiên sư, nơi này có một cái đại thừa cấp bậc bảo vật, hai cái độ kiếp cấp bậc bảo vật, còn có chừng 10 kiện độ kiếp trợ xuống bảo vật. Ngươi như có thể sử dụng này một cái thần châu đỉnh, chúng nó là chúng ta thiên cơ tông bồi thường, nếu như ngươi không thể sử dụng ngươi có thể trắng trận cướp đoạt đi chúng nó, chỉ cần ngươi không biết xấu hổ. Tào Thiên nhận lạnh lùng nói, hắn nói đem bảo vật phóng thích ra ngoài. Mười mấy kiện bảo vật bên trong còn có một cái đại thừa cấp bậc bảo vật, có giá trị không nhỏ. Được, bản vương đồng ý. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói, này một cái thần châu đỉnh cũng ở khoảng cách Lăng Tiêu thành tương đối gần địa phương sử dụng quên đi, có năng lực quá khứ xem trò vui khả năng đồng thời. Nói Tiêu Phàm rơi xuống bạch hổ trên người. Hống. Bạch hổ mang theo Tiêu Phàm rời đi, Tào Thiên nhận đem bảo vật cùng thần châu đỉnh đều cất đi, Thiên Cơ tông mấy người theo sát rời đi, còn lại thế lực không ít người cũng theo. 20 phút trôi qua Tiêu Phàm đến chọn lựa địa điểm. Tiêu Thiên sư, ngươi đến sử dụng đi. Tào Thiên nhận cười lạnh nói, hắn đem thu được không gian bảo vật bên trong thần châu đỉnh phóng ra. Hệ thống, hối đoái đại thừa cấp bậc thực lực. Tiêu Phàm ở trong đầu nói. Hắn bây giờ tính ngưỡng điểm có ngàn vạn ra mặt, có thể hối đoái hai lần đại thừa cấp bậc tu vi, dù cho tiêu hao 5 triệu tính ngưỡng điểm sử dụng thần châu đỉnh cũng không có quá đáng lo. Được rồi ký chủ. Sức mạnh kinh khủng rất nhanh điên cuồng tràn vào tiêu phàm trong cơ thể, ngăn ngắn thời gian hắn tu vi liền đi đến đại thừa đại viên mãn. Âm. Tiêu phàm trên người thả ra ngoài mạnh mẽ khí tức, Tào Thiên nhận bọn họ, còn lại thế lực rất nhiều cường giả đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đại thừa viên mãn cấp bậc thực lực đối với bọn họ tới nói quá mạnh mẽ, lớn, đại. Ở tiêu phàm sự khống chế, thần châu đỉnh cấp tốc lớn lên đến mấy trăm mét cao. Nói rồi có mười cái thần châu đỉnh, tại sao liền không tin tưởng đây? Tiêu phàm nhàn nhạt nói, hắn nói tiếng vào vào thần châu đỉnh bên trong, sức mạnh to lớn nhanh chóng dũng vào thần châu đỉnh, cái này thần châu đỉnh nhanh chóng cùng còn lại thần châu đỉnh sản sinh liên hệ. Hả? toàn bộ thiên huyền hoàng triệu nhanh chóng sinh ra dị tượng. tại sao lại như vậy? tào thiên nhận bọn họ há hốc mồm. rõ ràng tiêu phàm đã dùng chín cái thần châu đỉnh, thần châu đỉnh nên chỉ có chín cái, nhưng hôm nay cảnh tượng kỳ dị trong trời đất rất rõ ràng, bọn họ cũng cảm giác được số mệnh lại tăng cường. thật sự có 10 cái thần châu đỉnh. tiêu thiên sư xem ra cũng không có lừa người a. À. thiên cơ tông lần này thú vị, thần châu đỉnh miễn phí lấy ra còn phải bồi đi ra ngoài không ít bảo vật. mọi người nghị luận sôi nổi nghe người còn lại nghị luận, Tào Thiên nhận bọn họ sắc mặt khó coi vô cùng. Lần này bọn họ Thiên Cơ Tông là mặt mũi bên trong toàn ném. Tào trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Cơ Tông bên trong một cường giả truyền âm nói. Mang theo phải bồi thường bảo vật chạy trốn căn bản là không thể, bên cạnh Tiêu Bạch nhìn chậm chậm đây. Các ngươi nhìn khắp nơi xem. Tào Thiên nhận truyền âm nói. Phải. Thiên Cơ Tông mấy cường giả đến còn lại địa phương kiểm tra, sau nửa giờ bọn họ bọn họ kiểm tra không ít địa phương những địa phương kia đồng dạng thiên địa dị dạng không ít người đã thu được đột phá tình huống như thế giải thích tiêu phàm sử dụng cái này thần châu đỉnh tuyệt đối là thật sự dần dần mà một cái canh giờ nhanh đi qua tiêu phàm từ thần châu đỉnh bên trong đi ra ánh mắt của hắn rơi xuống tàu thiên nhận trên người tàu trưởng lão bản vương cũng không có lừa ngươi chứ trả cho các ngươi thiên cơ tông thần châu đỉnh có thể không giả bồi thường bảo vật ở đây chúng ta đi tào thiên nhận trầm giọng nói hắn đem phải bồi thường bảo vật lấy ra tiêu phàm lạnh lùng nói là như vậy xin lỗi tào thiên nhận trong lòng uất ức hắn cắn răng nói chuyện này là chúng ta oan uổng tiêu thiên sư ngươi ta đại biểu chúng ta thiên cơ tông xin lỗi như vậy được chưa cúc tào thiên nhận bọn họ lập tức rời đi thiên cơ tông có thể cùng yêu ma cấu kết cái này tiêu phàm tạm thời không có nói một mặt hắn bây giờ không có chứng cứ mặt khác bây giờ tín ngưỡng của hắn sức mạnh cũng không đủ chư vị mười cái thần châu đỉnh sử dụng hiện nay chúng ta thiên huyền hoàng triều đã có thể áp chế đại thừa hậu kỳ cường giả thực lực sau đó nhất định có thể áp chế đại thừa viên mãn cấp bậc cường giả tiêu phàm cười vang nói trong mắt mọi người lộ ra vẻ hưng phấn cứ như vậy mặc kệ là tiên môn cường giả vẫn là yêu ma mạnh mẽ đối với bách tính đối với phổ thông tu luyện giả uy hiếp giảm mạnh đa tạ tiêu thiên sư rất nhiều người đồng thanh nói xảy ra chuyện gì tào thiên nhận bọn họ phân thân tiêu tan bọn họ bản tôn tỉnh lại nam cung thanh vân vội vã dò hỏi bọn họ ở trong tông môn cũng cảm giác được số mệnh tăng cường linh khí tăng trưởng nhưng tại sao tông chủ cái kia thần châu đỉnh là thật sự tổng cộng có 10 cái thần châu đỉnh rất lớn khả năng là tiêu phạm sau lưng tông môn trong bóng tối còn chế tạo thần châu đỉnh tào thiên nhận cười khổ nói chúng ta bị tiêu phạm tên khốn kia cho hãm hại nam cung thanh vân sắc mặt tái xanh bọn họ ngu xuẩn đưa ra cái này thần châu đỉnh thần châu đỉnh áp chế càng mạnh hơn cái kia huyết yêu sợ là cũng không dám tiến vào thiên huyền hoàng triều. Chương 643 Thần Châu Đỉnh Hình Thành Cạm Bảy Nguồn Mê Truyện Audio com Đáy biển nơi sâu xa, một cái cô gái áo đỏ cấp tốc bay lên sắp tới trên mặt biển, nước biển cũng không có thấm ướt y phục của nàng, nàng hồng y phiêu phiêu, da thịt như ngọc. Rốt cục khôi phục một chút sức mạnh. Trước tiên đi thả hai cái đi ra. Cô gái áo đỏ tự lẩm bẩm, nàng chính là trước tiến vào đáy biển thôn phệ sinh linh huyết yêu đại dương nơi sâu xa, vô số sinh linh máu tươi bị nàng thôn phệ. Xeo. Cô gái áo đỏ cấp tốc đi tới. Nàng Tu Vi khôi phục lại đại thừa trung kỳ, rất nhanh sẽ đến trên đất bằng, cô gái áo đỏ đến một cái khá lớn thành trì, nơi như thế này dễ dàng hỏi thăm tin tức. Thiên huyền hoàng triều thứ 9 cái, thứ 10 cái thần châu đỉnh trước sau sử dụng. Cô gái áo đỏ có chút không dám tin tưởng. Tiêu phàm thứ 10 cái thần châu đỉnh, nàng nghe được tin tức là thiên cơ tông lấy ra, có thể tiêu phàm thứ 9 cái thần châu đỉnh lại là từ nơi nào lấy ra. Mười vạn năm trước sự tình nàng biết, thần châu đỉnh rõ ràng chỉ có chín cái. Tiêu Phàm không biết có không có nói láo, nếu như không có, thiên huyền hoàng triều đã có thể áp chế đại thừa hậu kỳ cường giả thực lực, chờ thực lực của chúng ta đến đại thừa hậu kỳ, thần châu đỉnh sợ là đã có thể áp chế đại thừa viên mãn cấp bậc cường giả. Cô gái áo đỏ tự lẩm bẩm. Thần châu đỉnh nếu có thể áp chế đại thừa viên mãn cấp bậc cường giả thực lực, bọn họ lực uy hiếp gặp giảm mạnh. Trên thực tế hiện tại lực uy hiếp cũng đã hạ thấp rất nhiều. Trước tiên qua xem một chút. Cô gái áo đỏ thầm nghĩ trong lòng. Nàng cấp tốc đi đến Thiên Huyền Hoàng Triều, lấy thực lực của nàng không bao lâu nàng liền đến gần rồi Thiên Huyền Hoàng Triều biên cảnh. Cô gái áo đỏ chọn cái không người khu vực từ từ tiến vào Thiên Huyền Hoàng Triều cảnh nội. Không có chịu đến áp chế. Cô gái áo đỏ ánh mắt sáng lên. Đã đến Thiên Huyền Hoàng Triều cảnh nội, nàng vẫn cứ còn có đại thừa trung kỳ thực lực, cô gái áo đỏ trong lòng cười gằn, tiêu phạm 89 phần 10 dùng thủ đoạn lừa dối thế nhân. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm cô gái áo đỏ dần dần gia tốc đi tới, không bao lâu nàng thâm nhập thiên huyền hoàng triệu 500 dặm, thực lực của nàng vẫn cứ cẩn thận mà cũng không có bị bất kỳ áp chế. Dùng phương pháp như vậy lừa dối thế nhân, quả thực buồn cười. Càng buồn cười chính là thiên cơ tông, dĩ nhiên đem thật sự thần châu đỉnh lấy ra. Cô gái áo đỏ ngừng lại. Nàng chuẩn bị rút đi, chỉ nàng một cái nàng tạm thời cũng không muốn ở thiên huyền hoàng triều bên này làm việc. Chỉ việc muốn làm, liền có khả năng bị sớm tính tới, liền có khả năng trúng mai phục tử vong chờ ta trở lại, thiên huyền hoàng triều tất nhiên thay chất đầy đồng. Cô gái áo đỏ trên mặt lộ ra mỉm cười mê người, nàng cấp tóc sau này lui lại. Có thể nàng lùi về sau không tới một km, trong thiên địa uy thế trong nháy mắt giáng lâm. Nữ tử đại thừa trung kỳ thực lực ở ngăn ngắn và dây bên trong liền hạ thấp chỉ có võ đế chính. Cảm bẫy. Cô gái áo đỏ kinh hãi đến biến sắc. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thiên huyền hoàng hướng ra phía ngoài xung phong, chỉ là 500 dặm, coi như tu vi hạ thấp chỉ có võ đế chính, 2,3 phút nàng liền có thể lao ra. Âm. Cô gái áo đỏ tu vi hung bạo hàng, trên người nàng yêu khí ngược lại phóng thích ra ngoài. Này cổ yêu khí rất mạnh, chu vi mấy trăm dặm người đều có thể rõ rõ ràng ràng cảm ứng được. Yêu. Yêu nghiệt phương nào? Cô gái áo đỏ chọn địa phương rất hoang vu, nhưng biên cương khu vực khẳng định có cường giả trấn áp, bằng không địch quốc võ đế cấp bậc cường giả, yêu vật cái gì, hả không thoải mái xâm lấn. Thật mấy cường giả cấp tốc chạy tới cô gái áo đỏ vị trí số một thần châu đỉnh bên trong tiêu phàm lẳng lặng mà tu luyện tâm thần của hắn cùng thần châu đỉnh liên kết thần châu đỉnh nếu như có sự dị thương gần sóng hắn liền có thể cảm ứng được tình huống bình thường cô gái áo đỏ tiến vào thiên huyền hoàng triều cảnh nội thực lực liền sẽ bị áp chế nàng phía trước không có bị áp chế là bởi vì tiêu phàm điều chỉnh một hồi quy tắc hắn trận pháp phương diện bây giờ cấp một thiên phú thần thông trình độ hơi hơi điều chỉnh điều chỉnh vấn đề không lớn phía tây khu vực dị đồng bỗng tiêu phàm con mắt sáng choang lấy hiện nay thần châu đỉnh tình huống tầm thường tình huống căn bản là không thể gây nên thần châu đỉnh dị động, sản sinh dị động tất nhiên là có đại thừa cấp bậc cường giả xâm lấn. Hệ thống hối đoái đại thừa cấp bậc thực lực. Tiêu Phàm ở trong đầu nói, ký chủ tín ngưỡng của ngươi điểm bây giờ chỉ có hơn 7 triệu, nếu như ngươi hối đoái cũng chỉ còn sót lại hơn 2 triệu. Lập tức. Được rồi ký chủ. Sức mạnh to lớn tiến vào Tiêu Phàm trong cơ thể, Tiêu Phàm tu vi cấp tốc đi đến đại thừa kỳ đại viên mãn, hắn thả ra ngoài trấn mục hắc long mang theo hắn cực tốc đi đến tây bắc. Lấy Tiêu Phạm bây giờ đại thừa đại viên mãn cấp bậc thực lực, 3.4 phút hắn liền có thể đến Tây Bắc biên cảnh. Yêu Nghiệt to gan, là dám xâm nhập chúng ta Thiên Huyền Hoàng Triều, còn chưa bó tay chịu trói. Có võ đế cấp cường giả lạnh lùng nói, hắn là Tây Bắc biên cương huyết lang quân người, Tiêu Phạm đã từng đã cho huyết lang quân không ít người linh căng, hắn là bên trong một trong. Bây giờ võ đế thất tinh cấp bậc thực lực. Huyết lang quân bên trong bây giờ đạt đến võ đế cấp bậc cường giả có bốn năm trăm cái mỗi ngày đều gặp có võ đế cấp bậc cường giả tuần phòng bảo đảm biên cương khu vực an toàn hư cô gái áo đỏ không muốn cùng hắn dây dưa muốn trực tiếp tránh khỏi hắn đi tới Dết. huyết lan quân người cường giả này lập tức phát động công kích to lớn đao khí chém về phía cô gái áo đỏ tốc độ của hắn không bằng cô gái áo đỏ tốc độ nhưng đao khí tốc độ so với cô gái áo đỏ tốc độ nhanh không ít yêu nghiệt đừng muốn chạy trốn Quyết lan quân người cường giả này không do dự ngay lập tức sẽ vận dụng cấm thuật hắn thiêu đốt sức sống của chính mình để thực lực của chính mình tạm thời đạt đến võ đế chính cấp bậc hai cái cảnh giới nhỏ chênh lệch cũng không có rất lớn vận dụng cấm thuật có thể để bù đắp đáng chết cô gái áo đỏ trong lòng thầm mắng đối phương vận dụng cấm thuật tạm thời tốc độ không so với nàng kém bị đối phương cuốn lấy rất có khả năng còn có thể có thừa võ đế cấp bậc cường giả vi giết tới người tính sai ta không phải yêu cô gái áo đỏ toàn lực vận dụng mỹ thuật ở đối phương thất thần chấp mắt nàng chạy ra hai ba km đáng chết huyết lan quân người cường giả này tỉnh lại lập tức truy kích rất nhanh cô gái áo đỏ phía trước lại xuất hiện còn lại cường giả thực lực của bọn họ yếu một chút nhưng có hai cái võ đế cẩn thận mỹ thuật nàng là đại yêu toàn lực chặn lại truy kích huyết lan quân cường giả chợt quát lên dết nghe được âm thanh hai cái võ đế cường giả ngay lập tức sẽ phát động công kích âm cô gái áo đỏ không thể không chống đối tốc độ của nàng không thể phòng ngừa địa liền hạ thấp một chút, mặt sau huyết lan quân cái kia một cường giả nhân cơ hội rút ngắn cùng nàng khoảng cách. Tránh ra. Mỹ thuật lại lần nữa toàn lực phát động, cô gái áo đỏ từ hai cái thực lực nhược điểm võ đế trung gian vọt tới. Đừng nghĩ trốn. Dết. Rút ngắn khoảng cách sau khi huyết lan quân cường giả một bên truy kích một bên công kích. Hắn xem kẹo da trâu như thế đuổi theo dết. Vì ứng phó sự công kích của hắn, cô gái áo đỏ tốc độ không thể phòng ngừa địa chịu ảnh hưởng. Ly. Như vậy chạy ra hơn 200 dặm một con con ưng lớn tới gần, con ưng lớn mặt trên còn có một cái vỏ đế cấp bậc cường giả. Cái con này con ưng lớn chỉ có vỏ đế cấp 5 những khác tu vi, nhưng tốc độ của nó không kém chút nào vỏ đế chính cường giả. Đến hay lắm, chúng ta đồng thời bắt nàng. Truy kích huyết lan quân cường giả vui vẻ nói, con ưng lớn mặt trên cường giả cũng là huyết lang quân người. Các ngươi muốn giết ta, nằm mơ. Cô gái áo đỏ tiếp tục thoát đi, có thể bị con ưng lớn cùng hai cái vỏ đế cấp cường giả không ngừng banh kích tốc độ của nàng gần một bước chịu ảnh hưởng, trên người nàng cũng nhiều hơn không ít vết thương. Tương lai, ta tất độ các ngươi huyết lan quân. Nhất định tàn sát thiên huyền hoàng triều. Cô gái áo đỏ lạnh lùng nói, nàng liều cái mạng già thoát đi, khoảng cách biên cảnh chỉ còn dư lại mấy chục km. Chỉ cần chạy trốn tới thiên huyền hoàng triều bên ngoài, nàng biết thực lực của chính mình nên có thể khôi phục lại. Hống. Đang lúc này giữa bầu trời vang lên cự long tiếng gầm gừ. Ngươi không có cơ hội. Tiêu phàm âm thanh cũng từ giữa bầu trời truyền xuống rồi chương 644. Đại thừa kỳ thạch tượng quỷ. Nguồn. Mê truyện audio com Cô gái áo đỏ kinh hãi đến biến sắc, tiêu phàm dĩ nhiên nhanh như vậy chạy tới. Cầm cố. Tiêu phàm ra tay sức mạnh to lớn tiến vào cô gái áo đỏ trong cơ thể trong nháy mắt cầm cố nàng tu vi, cô gái áo đỏ coi như muốn tự bạo đều không làm nổi. Bái kiến tiêu thân vương. Mấy cái võ đế cấp cường giả tới gần cung kính mà nói. Tiêu phàm ánh mắt đảo qua bọn họ. Các ngươi làm được vô cùng tốt nàng là hàng đầu yêu ma, nếu không có các ngươi ngăn cản nàng rất có khả năng liền sẽ chạy trốn. Các ngươi muốn cái gì dạng tưởng thưởng? Bảo vật, đang dược, càng tốt hơn linh căn, thăng quan phát tài cũng có thể. Mấy cái nhìn nhau đồng thanh nói. Tiêu thiên sư, chúng ta muốn linh căn. Bảo vật khả năng bị đoạt, đang dược là một lần, thăng quan phát tài nào có tăng lên thực lực của chính mình tốt. Quả nhiên. Tiêu phàm thầm nhũ trong lòng. Hắn đúng là hy vọng bọn họ muốn những khác linh căn món đồ này bây giờ quý a, à, bọn họ như vậy công lao làm sao cũng đến cho bọn họ thường phẩm linh căn. Mỗi người đến 10 vạn tính ngưỡng điểm. Hắn bây giờ tổng cộng cũng chỉ có vô cùng đáng thương hơn 2 triệu, cũng không biết bắt này một cái huyết yêu phí trước toán đi ra kiếp nạn có hay không quá khứ. Có thể. Tiêu phàm gật gật đầu. Hắn rất nhanh liền để hệ thống hối đoái, sau đó đều cho bọn hắn thượng phẩm linh căn, mấy người bọn hắn thiên phú đều ở nguyên bản cơ sở trên tăng lên rất nhiều, đa tạ tiêu thiên sư. Mấy người mừng rỡ vô cùng nói. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Đây là các ngươi nên được, bản vương chờ mong các ngươi vì quốc gia lập xuống càng nhiều công lao, tương lai hay là linh căn còn có thể tăng lên. Phải. Mấy người đồng thanh nói. Tiêu Phàm rất mau rời đi, đến mấy trăm km ở ngoài sau hắn để cô gái áo đỏ đến bên ngoài. Thôi miên. Tiêu Phàm thử đem nàng thôi miên, nhưng thất bại. Tuy nói Tiêu Phàm bây giờ có đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi, cô gái áo đỏ tu vi bị cầm cố, nhưng cô gái áo đỏ bản thân nắm giữ đại thừa cấp bậc thực lực thời điểm toàn thịnh còn không hết thực lực như vậy. Tiêu phàm ngươi muốn thôi miên tỷ tỷ, khả năng còn kém một chút. Cô gái áo đỏ cười khanh khách nói. Tiêu phàm trầm giọng nói. Ngươi nên chí ít biết những khác hai cái vô lượng đại kiếp trận cơ địa điểm, nói ra có thể thiếu được da thịt nổi khổ. Tỷ tỷ cái gì khổ không có được quá, đến nha, tỷ tỷ liền yêu thích ngươi thô bạo một điểm. Cô gái áo đỏ cho tiêu phàm quăng một cái mị nhãn nói. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Tiêu phàm cười gằn, mấy phút sau hắn lăn tiêu thành, cô gái áo đỏ đến hình bên trong phòng. Điện ngục hình ấn. Tiêu phàm rất nhanh sẽ đem điện ngục hình ấn cho cô gái áo đỏ sắp xếp lên. Tiêu phàm đệ đệ, ngươi đây là cho tỷ tỷ gãi ngứa đây. Còn không bằng ngươi tự mình dùng tay đến nào. Cô gái áo đỏ cười nói, nàng nhìn qua chịu đựng lên phi thường ung dung. Đừng nóng vội, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tiêu phàm nhàn nhạt nói, hắn nói bắt đầu dùng bên này bố trí trận pháp. Trận pháp sức mạnh to lớn lập tức để cô gái áo đỏ chịu đựng thống khổ tăng gấp mấy lần. Chỉ đến như thế cô gái áo đỏ cắn răng nói. Nàng đỉnh cao thời kỳ thiên ma cấp bậc, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể chịu đựng. Còn có. Tiêu Phàm lại vận dụng bên này bố trí phụ văn sức mạnh, hắn phương diện này cũng siêu cường. Cô gái áo đỏ chịu đựng thống khổ lại tăng cường không ít. Thoải mái, tỷ tỷ là tốt rồi này một cái. Tiêu Phàm đệ đợi ngươi còn có cái gì chiêu, toàn bộ dùng đến tỷ tỷ nếm thử. Cô gái áo đỏ lớn tiếng nói, nàng âm thanh đã có chút run rẩy. Thật sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nói, hắn nói bạn học xuất hiện linh bút xuất hiện ruột gan đứt từng khúc tiêu phàm viết ra bốn chữ chúng nó hóa thành điểm điểm ánh sáng tiến vào cô gái áo đỏ trong cơ thể nhất thời cô gái áo đỏ cảm giác được càng mạnh hơn thống khổ a à, cô gái áo đỏ rốt cục cũng chịu không nổi nữa nàng thê thảm địa đau kêu thành tiếng tan nát cõi lông tiêu phàm lại viết ra bốn chữ chúng nó lại hóa thành ánh sáng tiến vào cô gái áo đỏ trong cơ thể đau đau quá ngươi dừng lại cô gái áo đỏ kêu thảm thiết nói. Bây giờ thống khổ đại đại vượt qua nàng có thể chịu đựng cực hạn. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến tiêu phàm có nhiều như vậy thủ đoạn. Sống một ngày bằng một năm. Tiêu phàm không có ngừng, hắn lại viết ra vài chữ. Cái này ngược lại sẽ không để thống khổ càng mạnh hơn, nhưng sẽ làm cô gái áo đỏ cảm giác thời gian càng thêm dài lâu. Ngươi chậm rãi cân nhắc, sau ba ngày bản vương đi vào nửa hỏi ngươi. Tiêu phàm nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Ta nói. Ngay ở tiêu phàm muốn rời phòng chớp mắt, cô gái áo đỏ hét lớn, thống khổ như thế chịu đựng ba ngày nàng cảm giác không bằng chết rồi thẳng thắng. Hơn nữa tiêu phàm là sau ba ngày trở lại. Không phải nói sau ba ngày liền thả nàng. Nói đi, nếu như người nói dối hậu quả rất nghiêm trọng. Tiêu phàm xoay người nhàn nhạt nói. Cô gái áo đỏ chần chờ một chút nói rồi hai cái địa điểm, hai người này địa điểm đều là ở nước ngoài, bên trong một cái vẫn là ở một cái nào đó trên hải đảo. Cô gái áo đỏ nếu như không nói, mênh mông đại dương bên trong, tiêu phàm tìm tới tỷ lệ rất nhỏ bé. Xeo đem cô gái áo đỏ thu được hệ thống trong không gian tiêu phạm rất mau ra phát một phút sau khi tiêu phạm ở đại dương nơi sâu xa phát hiện cái thứ nhất địa điểm toàn bộ hòn đảo đều là do tảng đá hình thành mặt trên có một cái tảng đá hang động hang động sâu thẳm khủng bố trong này là cái gì tiêu phàm dò hỏi cô gái áo đỏ ngoan ngoãn mà nói là một con ma tướng cấp bậc thạch tượng quỷ tiêu phàm nói ngươi tại sao biết nó ở đây, vô lượng đại trận trận cơ tổng cộng có bao nhiêu cái, nó có biết hay không càng nhiều ma đầu. Cô gái áo đỏ lắc đầu. Nó không thể biết càng nhiều. Ta là thiên ma cấp bậc, nó chỉ có ma tướng cấp bậc. Vô lượng đại trận trận cơ tổng cộng 9 cái, ba cái thiên ma 6 cái ma tướng. ba cái thiên ma phân biệt biết mình tổ hai cái ma tướng vị trí. Tiêu phàm nói. Ngươi hẳn phải biết làm sao phóng thích nó đi ra. Đem phương pháp nói cho bản vương cô gái áo đỏ chần chờ một chút vẫn là đem phương pháp nói cho tiêu phàm. Tiêu phàm ném ra ngoài một ít bảo vật, hắn trước tiên ở chỗ này bố trí một cái trận pháp. Lấy hắn bây giờ đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi, hơn nữa cấp một thiên phú thần thông trận pháp năng lực, hắn bố trí trận pháp tốc độ rất nhanh. Khải Dựa theo cô gái áo đỏ từng nói, tiêu phàm cũng không lâu lắm liền mở ra bên này phong ấn. Hống Rít gào trầm trầm thanh ở trong hang động vang lên. Một con quái miêu từ bên trong huyệt động trốn ra nó toàn thân như là tảng đá hình thành, hình thể cùng phổ thông hổ không chênh lệch nhiều. Hàng, hoặc là chết. Tiêu phạm thanh âm lãnh khốc vang lên. Trấn ngục hắc long xoay quanh ở trên bầu trời, to lớn uy thế trong nháy mắt giáng lâm đến thạch miêu trên người. Cái con này thạch miêu có đại thừa trung kỳ tu vi, bên trong động đá thực lực của nó có thể đạt đến đại thừa hậu kỳ, đi ra sẽ không có mạnh như vậy. Tiêu phạm bây giờ nhưng là đại thừa viên mãn cấp bậc thực lực. Âm. Âm. Lần này tiêu phạm nắm giữ chính là lôi thuộc tính sức mạnh, từng đạo từng đạo vài nước thô sấm sét màu tím không ngừng đánh xuống đi, sấm sét tinh chuẩn địa rơi xuống thạch miêu trên người. A, à. hống, thạch miêu kêu đau đớn liên tục, gào thét liên tục. Nó liều mạng muốn chạy trốn ra đi, nhưng nói nghe thì dễ. Tiêu Phàm tu vi vốn là mạnh hơn nó, hơn nữa bên này hắn đã bố trí trận pháp mạnh mẽ. Ngăn ngắn 5 phút đồng hồ, dù cho thạch miêu phòng ngự không sai cũng đã bị thương thật nặng. Hàng, ta hàng. Quái dị thanh âm vang lên không nên chống cự, bản vương cầm cố ngươi tu vi. Tiêu phàm lạnh lùng nói, hắn nói sức mạnh to lớn cấp tốc tiến vào thạch miêu trong cơ thể. Thu. Cầm cố nó tu vi sau khi, tiêu phàm đem nó thu được hệ thống không gian bên trong. Chương 645. Lượng lớn tính ngưỡng điểm khen thưởng. Nguồn. Mê truyện audio com Sell. Quyết định này một con thạch miêu tiêu phàm cấp tốc chạy tới cái thứ hai địa điểm. Bên này là một đầu địa ngục ma khuyển. Nó có hai cái đầu, một cái có thể phun ra cực nóng ngọn lửa, một cái có thể phun ra cực đông hàng khí. Tu Vi và Thạch Miêu lớn bằng thừa trung kỳ. Bỏ ra nửa giờ này một đầu điện ngục ma khuyển cũng bị tiêu phạm quyết định. Hệ thống, phía trước đoán mệnh giết chóc nên chính là chúng nó ba cái, bây giờ chúng nó ba cái toàn bộ bắt, ta nên có thể thu hoạch được thưởng chứ. Tiêu phạm ở trong đầu nói. Hắn trong lòng kích động. Trước hắn đoán mệnh kết quả, thiên huyền hoàng triều bách tính tử vong vượt qua 30 triệu, đến tiếp sau khẳng định còn có thể có thừa ác liệt ảnh hưởng ký chủ tính toán bên trong hệ thống thanh âm vang lên ở tiêu phàm trong đầu tiêu phàm tim đập nhanh hơn quả nhiên giải quyết liên quan đến hơn 30 triệu người tử vong quốc nạn bây giờ giải quyết tiêu phàm phỏng chừng hắn được tính ngưỡng điểm hẳn là sẽ không ít hơn 2 tỷ hệ thống ngươi chậm rãi tính toán tính toán rõ ràng a à, đừng thiếu cân thiếu hai tiêu phàm ở trong đầu nói hệ thống hối đoái đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi thời gian còn chưa tới tiêu phàm dành thời gian lăng tiêu thành phượng khinh vũ sắp tới trước mặt hắn Phu quân, thế nào? Phượng khinh Vũ có chút sốt sắng mà dò hỏi. Tiêu phàm ông chầm Phượng khinh Vũ hôn một cái cười nói. Quyết định, bắt được ba con đại thừa cấp bậc yêu ma, phía trước tính tới đại kiếp là do chúng nó khởi xướng. Quá tốt rồi. Phượng khinh Vũ mừng rỡ vô cùng nói. Tiêu phàm phía trước toán đi ra tử vong lên đến hơn 30 triệu người, Phượng khinh Vũ thái thượng hoàng bọn họ có thể đều dọa cho phát sợ, như vậy tai nạn quá mức đáng sợ. Phu quân là cái gì dạng yêu ma? Phượng Khinh Vũ có chút ngạc nhiên địa đạo. Tiêu Phàm phất tay, cô gái áo đỏ, Thạch Miêu, còn có địa ngục ma khuyển xuất hiện. Cái nào sợ chúng nó tu vi bị cầm cố, chúng nó tản mát ra khí tức cũng rất đáng sợ. Chúng nó cùng tử đồng cương thi đều là vô lượng đại kiếp một phần, vô lượng đại kiếp hẳn là chín cái trận cơ, bây giờ còn sót lại năm cái. Tiêu Phàm nói. Phượng Khinh Vũ nói. Nếu như toàn bộ phá hủy, có phải là vô lượng đại kiếp thì sẽ không lại xuất hiện. Tiêu Phàm nói vô lượng đại kiếp thời gian nhất định sẽ bị hoãn, nhưng vô lượng đại kiếp có phải là sẽ không có, ta cảm thấy đến không hẳn. Năm tháng dài đằng đẵng thiên đạo quy thì đã hình thành. Khoảng cách vô lượng đại kiếp thời gian khá là ngắn, thiên đạo quy tắc có thể khôi phục hay không rất khó nói. Phượng Khinh Vũ khẽ gật đầu. Coi như không thể để cho vô lượng đại kiếp biến mất, vô lượng đại kiếp thời gian bị hoãn một ít cũng rất tốt. Này có thể vì bọn họ giải quyết triệt để vô lượng đại kiếp tranh thủ thời gian. Coi như cuối cùng vẫn là gặp bạo phát, tốt xấu cũng có thể sống thêm một ít năm. Phu quân, bốn cái yêu ma bị giết hoặc là bị tóm, còn lại năm cái yêu ma nên biết điều một điểm, đón lấy ngươi không cần khổ cực như vậy. Phượng Khinh Vũ nói. Tiêu Phàm phất phất tay, ba con yêu ma biến mất không còn tâm hơi, hắn mỉm cười nói. Quyết định bốn người bọn họ, chúng ta đón lấy nhất định sẽ ung dung rất nhiều. Đảo mắt đã đến giờ ngày thứ hai. Sáng sớm Tiêu Phàm tỉnh lại, trong lòng ngực của hắn Phượng Khinh Vũ vẫn không có tỉnh. Tính ngưỡng điểm trên 26.368 vạn ở hệ thống thanh âm vang lên ở Tiêu Phạm trong đầu. 26.50 triệu. Tiêu Phạm kinh hỉ vô cùng. Hắn biết xác suất cao có 2 tỷ, thật là được nhiều như vậy tính ngưỡng điểm vẫn để cho Tiêu Phạm cảm giác vô cùng kinh hỉ. Hắn trước đây từng chiếm được sở hữu điểm, sở hữu tính ngưỡng điểm gặp lại đều không có nhiều như vậy. Loại này cảm giác cùng gia đình bình thường đột nhiên trúng rồi 5 triệu giải thưởng lớn gần như lâm thời hối đoái đại thừa kỳ tu vi 5 triệu tính ngưỡng điểm, vĩnh cửu hối đoái chính là 500 triệu. Tiêu phàm tim đập nhanh hơn. Hơn 26 ức tính ngưỡng điểm, đủ khiến 5 người đạt đến đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tính ngưỡng tháp khẳng định là muốn thăng cấp. Lên tới cấp 6 cần 1 tỷ tính ngưỡng điểm. Tiêu phàm thầm nghĩ trong lòng. Tính ngưỡng điểm thăng cấp sau khi tăng cường càng nhiều, hắn được tính ngưỡng điểm tốc độ càng nhanh hơn. Đáng nhắc tới chính là, cấp 5 đến cấp 6, không phải ở 3,125 năm lần cơ sở nâng lên thăng 5 lần, chỉ là tăng lên tới tăng cường gấp một vạn lần. Tăng lên so với gấp 3 còn thiếu một chút. Nhưng coi như như vậy thăng cấp tính ngưỡng tháp cũng có lời. Nếu như lần này tính ngưỡng tháp đã cấp 6, hắn có thể được tính ngưỡng điểm vượt qua 7 tỷ. Hệ thống, thăng cấp tính ngưỡng tháp. Tiêu Phạm ở trong đầu nói. Cấp 5 tính ngưỡng tháp bao phủ 10 vạn km chu vi, này còn chưa đủ lấy bao trùm toàn bộ Tìm Long đại lục, cấp 6 tính ngưỡng tháp liền hoàn toàn không có vấn đề cấp 6 tính ngưỡng tháp bao trùm phạm vi là chu vi 30 vạn km. Bao trùm diện tích tăng lên rất nhiều, nhưng tăng cường diện tích bên trong, thiên huyền hoàng triệu bách tính con số nhỏ hơn một phần vạn. Được rồi ký chủ. Hệ thống đáp, một tỷ tính ngưỡng điểm nhất thời liền không còn. Thần thoại cấp bậc linh căng cần một tỷ tính ngưỡng điểm, nếu như hối đoái cái này, lại một tỷ tính ngưỡng điểm không có, cái này tạm thời đến chậm rãi. Tiêu phàm thầm nhũ trong lòng. Hắn dần dần bình tĩnh lại, hai mươi mấy ức tính ngưỡng điểm, tự hồ cũng không phải rất đủ sai ta bây giờ hợp thể hậu kỳ tu vi, nếu như trực tiếp hối đoái vĩnh cửu đại thừa cấp bậc tu vi, liền nhảy qua độ kiếp kỳ, đối với sau đó phát triển bất lợi. Tiêu Phàm suy tư. Hắn dự định trước tiên hối đoái độ kiếp kỳ tu vi, ổn một ít thời gian lại hối đoái đại thừa cấp tu vi. Như vậy sẽ dùng nhiều một điểm tính ngưỡng điểm, thế nhưng đáng giá. Phượng Khinh Vũ bây giờ là xuất khiếu kỳ tu vi, có thể trước tiên cho nàng hối đoái vĩnh cửu hợp thể kỳ tu vi, để bản thân nàng đột phá đến độ kiếp cấp bậc. Đến thời điểm lại cho nàng hối đoái vĩnh cửu đại thừa kỳ tu vi. Phu quân, chào buổi sáng." Phượng Khinh Vũ mở mắt ra, nàng ẩn tình đưa tình mà nhìn Tiêu Phàm. "Chúng ta đi phòng tu luyện." Tiêu Phàm mỉm cười nói. Hai canh giờ trôi qua, Phượng Khinh Vũ vui mừng mở mắt ra. Nàng tu vi thình lình đã đi đến Hợp Thể kỳ đại viên mãn. Cách đó không xa, Tiêu Phàm đồng dạng mở mắt ra. Hắn tu vi đến Độ Kiếp kỳ đại viên mãn. Hai người tăng cường tu vi tổng cộng bỏ ra hắn 200 triệu khoản chừng. Trái phải tính ngưỡng điểm phu quân ta làm sao cảm giác thật giống nằm mơ như thế. Phượng khinh Vũ có chút không dám tin tưởng địa đạo. Sáng sớm nàng còn chỉ có xuất khiếu trung kỳ tu vi, bây giờ dĩ nhiên đạt đến hợp thể đại viên mãn, này trung gian thực lực chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Thêm vào nắm giữ bảo vật mạnh mẽ, Phượng khinh Vũ biết sức chiến đấu của chính mình nên đạt đến độ kiếp sơ kỳ, đặt ở tiên môn bên trong nàng cũng đã là cường giả đỉnh cao. Người này không phải là nằm mơ. Tiêu Phàm khẽ cười nói, ngươi cẩn thận cảm ngộ hợp thể kỳ cảnh giới, tranh thủ sớm một chút đột phá đến độ kiếp cấp bậc, mỗi một cảnh giới lớn đều cần có cảm ngộ. Từng. Phượng Khinh Vũ gật đầu. Tiêu Phàm đứng lên. Ngươi là tiếp tục tu luyện vẫn là cùng ta đi thiên duyên các. Này gặp đã buổi chiều, nhưng đi thiên duyên các đoán mệnh hoàn toàn tới kịp. Phu quân ta cùng đi với ngươi. Phượng Khinh Vũ vội vàng nói. Đi thôi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, hai người thừa dịp xe ngựa không nhanh không chậm địa đi đến thiên duyên các. Hả? Xuống xe ngựa, Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Thanh Dương Kiếm Tiên. Chương 646. Thanh Dương Kiếm Tiên khiếp sợ. Nguồn. Mê truyện audio com Thanh Dương Kiếm Tiên tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ, trong mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Lần này lại đây hắn rất nhanh sẽ được một cái tin, Tiêu Phàm bùng nổ ra đại thừa viên mãn thực lực. Hắn không dám tin tưởng, ngay lập tức liền đi đến Lăng Tiêu Thành. Bây giờ Thanh Dương Kiếm Tiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu tiêu phàm tu vi, phượng khinh vũ tu vi hắn đúng là có thể nhìn thấu, thình lình đạt đến hợp thể cảnh giới viên mãn. càng làm hắn giật mình chính là phượng khinh vũ linh Căng lại đã đạt tới sử thi cấp bậc. thanh dương kiếm tiên rõ rõ ràng ràng địa nhớ tới, phượng khinh vũ trước đây thiên phú chỉ có truyền kỳ cấp bậc, tu vi khi đó chỉ có phân thần cấp bậc, vừa mới qua đi bao lâu? thanh dương tiền bối, đã lâu không gặp a? À? tiêu phàm cười chào hỏi nói, thanh dương kiếm tiên hít sâu một hơi nói, nửa năm đều không có cũng không có rất lâu, tiêu thiên sư chờ ngươi đoán mệnh xong, chúng ta tìm địa phương uống một chén tâm sự. Không thành vấn đề. Tiêu phàm gật gù. Thanh dương kiếm tiên lúc này lại đây, hắn phỏng chừng là bởi vì huyết yêu bọn họ có chuyện. Bọn họ có chuyện thiên ngoại tiên vực có thể sẽ có dị dạng, hoặc là thanh dương kiếm tiên bọn họ có bảo vật có thể cảm ứng được. Chư vị, ngày hôm nay 10 cái hào phân biệt là, tiêu phàm cùng Phượng khinh Vũ rất nhanh tiến vào thiên duyên cát, Phượng khinh Vũ đi tới lầu 2. Không tới một canh giờ tiêu phàm đoán mệnh kết thúc, Ngày hôm nay 10 cái khách mời không có đại sự gì, nhưng hắn tính ngưỡng điểm bây giờ có thể tăng cường gấp một vạn lần, bên trong tiểu giải quyết vấn đề cũng có thể kiếm được không ít tín ngưỡng điểm. 10 cái khách mời toán xong, tiêu phàm lại cho còn lại bách tính quên đi 2 giờ. Thời gian đi đến chạng vạn. Phượng khinh Vũ trở về thiên huyền đế cung, tiêu phàm đến Thanh Dương kiếm tiên vị trí tử lâu. Tiêu Thiên Sư, mời ngồi. Tiêu phàm lại đây Thanh Dương kiếm tiên đứng lên nói, hắn đã điểm được rồi các loại rượu thịt. Thanh Dương tiền bối thực lực của ngươi tăng cường một chút a. À trước đây cũng không có bây giờ độ kiếp viên mãn cấp bậc thực lực. Rượu quá 30 tuổi tiêu phàm mỉm cười đạo, lần trước Thanh Dương kiếm tiên thực lực là độ kiếp trung kỳ. Thanh Dương kiếm tiên nói, ngoài giới tiến vào tiềm long khu vực hơi hơi dễ dàng một điểm, mặt khác chúng ta vô lượng kiếm tông tra xét đến tiềm long khu vực có tình huống dị thường tiêu tốn nhiều tư nguyên hơn. Tiêu thiên sư, ngươi hiện tại tu vi là, tiêu phàm cũng không có gạt, hắn cười cười nói. Ta độ kiếp viên mãn cấp bậc tu vi thôi, ở thanh dương tiền bối trước mặt ngươi thực lực như vậy không đáng nhắc tới. Thanh Dương kiếm tiên hít sâu một hơi. Lần trước hắn còn đang suy nghĩ, tiêu phàm trước 30 tuổi không hẳn có thể đạt đến hợp thể kỳ tu vi, không nghĩ đến nửa năm đều vẫn không có, tiêu phàm càng nhưng đã độ kiếp viên mãn. Này tăng lên tốc độ cũng thật đáng sợ. Thiên ngoại tiên vực linh khí sung túc, có thể dù cho có rất nhiều tài nguyên tông môn đệ tử nồng cốt, tăng lên tốc độ cũng không đáng sợ như thế a, à, tốc độ này có thể dọa sợ vô số người. Lẽ nào tiêu phàm thực sự là thượng cổ sách cấm bên trong tiên đoán cường giả vô địch? Thanh Dương kiếm tiên thầm nghĩ trong lòng liền tiêu phàm trước đây bày ra thực lực thiên phú thanh dương kiếm tiên trước cảm thấy đến tiêu phàm là tiên đoán bên trong cường giả vô địch tỷ lệ chắc chắn sẽ không vượt qua một phần ngàn tiêu thiên sư phượng khinh vũ có sử thi cấp bậc linh căn ngươi linh căn lẽ nào đạt đến thần thoại cấp bậc thanh dương kiếm tiên dò hỏi tiêu phàm khẽ cười nói ta cũng không có thần thoại cấp bậc linh căn ta giống như khinh vũ cũng là sử thi cấp bậc linh căn để thanh dương tiền bối ngươi cười chê rồi thanh dương tiền bối tuy nói hắn bản tôn tu vi rất cao, nhưng bây giờ hắn nơi nào có thể chuyện cười tiêu phàm. Đơn thuần linh căn tới nói, hắn đều không có sự thi cấp bậc linh căn. Thiên ngoại tiên vực linh khí sung túc cường giả nhiều, rất nhiều người huyết thống khá mạnh, nhưng tốt linh căn ở thiên ngoại tiên vực cũng là hiếm có. Yêu thích ngoạn ý, cực phẩm linh căn liền phi thường vô cùng tốt. Tiêu Thiên sư ngươi cũng đừng tiền bối tiền bối kêu, ngươi xưng hô Thanh Dương đạo hữu là tốt rồi. Thanh Dương kiếm tiên cùng Tiêu Phàm cạn một chén nói. Tiêu Phàm tuổi còn trẻ độ kiếp viên mãn cấp bậc tu vi, hơn nữa sự thi cấp bậc linh căn thanh dương kiếm tiên cảm thấy đến tiêu phạm là vô thượng cường giả độ khả thi đến có một thành phải biết năm tháng dài đằng đẵng tìm long đại lục ra quá tìm long hà nhiều bình thường cái gọi là tìm long trở thành vô thượng cường giả độ khả thi liền một phần vạn đều không có tiêu phạm trước trở thành vô thượng cường giả tỷ lệ cũng không đủ một phần ngàn vừa thành một thành tỷ lệ cùng trước lẫn nhau so sánh tăng lên gấp trăm lần được thanh dương đạo hữu tiêu phạm cười cười nói thanh dương kiếm tiên nói ngươi cùng phượng khinh vũ bây giờ đều có hợp thể kỳ tu vi có thể tiếp dẫn trong các ngươi một cái đến thiên ngoại tiên vực các ngươi nghĩ như thế nào tiêu phàm nói thanh dương đạo hữu tạm thời chúng ta sợ là không có ý nghĩ như thế chúng ta đều còn chưa tới đại thừa cấp bậc tu vi còn có tăng lên không gian các ngươi dĩ nhiên có bảo vật cảm ứng được bên này dị thường có phải là cũng có khả năng thần giới ma giới đồng dạng có thể nhận ra được bên này dị thường thanh dương kiếm tiên khẽ gật đầu độ khả thi rất lớn thần giới cùng ma giới khoảng cách xa xôi theo ấn để ý đến bọn họ cảm ứng được muốn khó một ít, nhưng vô lượng đại kiếp dù sao cũng là bọn họ bố trí, phương diện này bọn họ có ưu thế. Tiêu Phàm nói: "Nếu như vậy ta cùng Khinh Vũ làm sao thật trời đi. Chúng ta rời đi, thần giới cùng ma giới cường giả lại đây thiên huyền hoàng triều làm sao bây giờ?" Thanh Dương kiếm tiên trầm ngâm nói: "Tiêu Thiên Sư, vô lượng đại kiếp ngươi bây giờ hẳn là không hoàn toàn phá tan, thần giới cùng ma giới cường giả nhất định sẽ ngăn cản ngươi phá tan. Coi như phá tan, thiên địa quy tắc rất khả năng cũng sẽ không khôi phục." lời nói không êm tai lời nói, ngươi có thể che chở thiên huyền hoàng triều bách tính nhất thời, một ngàn năm, nhiều lắm hai, ba ngàn năm sau khi bọn họ vẫn là sẽ ở vô lượng đại kiếp bên trong diệt vong. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói, chỉ cần tương lai ta thực lực đủ mạnh, ta nghĩ ta hoàn toàn phá tan vô lượng đại kiếp nên cũng có khả năng. Nhưng nếu như ngươi vẫn ở tìm long đại lục, liền khẳng định không có khả năng, bên này thiên địa cực hạn chỉ có đại thừa viên mãn. Tiêu Phàm ở trong đầu nói, hệ thống, ta đến đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi sau, trực tiếp hối đoái thực lực, có thể hay không đột phá đại thừa viên mãn tu vi có thể nhưng ở tiềm long khu vực coi như ngươi hối đoái đại thừa viên mãn trở lên tu vi ngươi thực tế cảnh giới vẫn là sẽ bị áp chế ở đại thừa viên mãn trình độ hệ thống hồi đáp tiêu phàm cân nhắc một lúc nói thanh dương đạo hữu ngươi lần này gặp tiến vào bao nhiêu thời gian thần giới ma giới cường giả ngươi cảm thấy đến khả năng lúc nào tiến vào bọn họ như tiến vào thực lực bao nhiêu thanh dương kiếm tiên nói ta tiến vào nhiều lắm hai ba tháng thần giới cùng ma giới cường giả tiến vào hiện nay thực lực nên cũng là ta như vậy nhưng số lượng có lẽ sẽ nhiều một chút dù sao vô lượng đại kiếp là bọn họ làm tiên lộ cũng là bọn họ chặt đứt lúc nào tiến vào cái này khó nói khả năng rất nhanh cũng khả năng một năm nửa năm sau khi mới gặp tiến vào đúng rồi thiên ngoại tiên vực cường giả ngươi cũng phải cẩn thận tiêu phàm trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc thanh dương kiếm tiên trầm giọng nói thiên ngoại tiên vực cường giả đông đảo thế lực đông đảo có trong bóng tối đã nương nhờ vào thần giới hoặc là ma giới bị trở thành thần ma hai giới chó săn tiên giang a tiêu phàm nói thanh dương kiếm tiên trầm giọng nói tiên nhân bên trong giang tế ngươi dùng tiên giang đến xưng hô bọn họ không sai tiên giới hoàn cảnh thần giới ma giới cường giả cũng không phải đặc biệt thích hợp tu luyện có chút cường giả đã nghĩ liên hợp thần giới ma giới cường giả giết chóc cuối cùng tiên giới thực lực khả năng đại hạ nhưng bọn họ ở tiên giới thân phận địa vị nhưng có thể tăng lên tiêu phàm gật gù chuyện như vậy cũng không không tươi. Chương 647 Đi đến thiên ngoại tiên vực ứng cử viên Nguồn Mê truyện audio com Tiêu thiên sư, ta lý giải ngươi muốn bảo vệ thiên huyền hoàng triều bách tính, nhưng ngươi qua ở thiên huyền hoàng triều bên này, căn bản là không có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Trị phần ngọn không trị gốc Thanh dương kiếm tiên khuyên Ngươi theo ta đi thiên ngoại tiên vực gia nhập chúng ta vô lượng kiếm tông, chúng ta vô lượng kiếm tông gặp cho ngươi rất nhiều chống đỡ, tương lai hay là ngươi có thể trở thành là tam giới chí tôn. Tiêu Phàm cười cười nói. Nghe vào mê hoặc không nhỏ. Thanh Dương kiếm tiên nói. Tiêu Thiên Sư, không dối gạt người ta cảm thấy cho ngươi bây giờ khả năng có 10% tỷ lệ tương lai có thể trở thành là tam giới chí tôn, ngươi khả năng là thường cổ sách cấm bên trong tiên đoán người. Thường cổ sách cấm tiên đoán liền nhất định chính xác sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nói. Thanh Dương kiếm tiên ngớ ngẩn, nếu như thượng cổ sách cấm có một nửa tỷ lệ là sai lầm, như vậy tiêu phàm trở thành tam giới chí tôn tỷ lệ tự nhiên cũng đến hạ thấp một nửa. Coi như cân nhắc đến thượng cổ sách cấm tiên đoán khả năng phạm sai lầm, ngươi trở thành tam giới chí tôn tỷ lệ cũng không thấp, thực lực của ngươi đi đến mới có thể cứu thiên huyền hoàng triều. Tiêu phàm phẩm rượu, hắn có hắn cân nhắc. Đừng nói bây giờ độ kiếp viên mãn cấp bậc tu vi, coi như hắn bây giờ đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi, tiến vào vô lượng kiếm tông thực lực vượt qua hắn không biết có bao nhiêu. Vô lượng kiếm tông cường giả đỉnh cao thôi miên hắn dễ dàng hệ thống tồn tại tất nhiên lộ ra ánh sáng. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì rất khó nói. Tiêu Phàm cảm thấy đến tình huống đó, xác suất cao hắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cao con rối. Khống chế hắn, lợi dụng hắn hối đoái thần thoại cấp bậc linh căn cái gì, nó không thơm sao? Mặt khác bây giờ rời đi, Thiên Huyền Hoàng Triều thiếu hụt cường giả đỉnh cao, dù cho tương lai Thiên Huyền Hoàng Triều có thể bảo vệ, hắn quan tâm mấy người hay là toàn bộ tử vong. Như vậy lại có ý nghĩa gì? Thanh Dương kiếm tiên, ta cùng khinh vũ tạm thời là sẽ không gia nhập các ngươi vô lượng kiếm tông, ta có một người khác tuyển có thể để cho nàng gia nhập các ngươi vô lượng kiếm tông. Tiêu Phạm cân nhắc một hồi lâu nói. Tần chỉ. Thanh Dương kiếm tiên dò hỏi, Tiêu Phạm khẽ gật đầu. Nàng bây giờ cũng là sử thi cấp bậc thiên linh căn, Có thể nàng tu vi hẳn là không hợp thể kỳ. Nếu như không có hợp thể kỳ tu vi, căn bản là không thích hợp tiến vào thiên ngoại tiên vực. Thanh Dương kiếm tiên cao mày nói. Tiêu Phạm cười cười nói, nạn không tốn thời gian dài thời gian liền sẽ có, có điều nạn có phải là muốn tiến vào thiên ngoại tiên vực, còn phải cố vấn nạn ý kiến. Ngoại trừ Tần Chỉ, Thái Thượng Hoàng, Lý Trường Sinh, Liễu Ngọc Trần bọn họ bây giờ thiên phú cũng không sai, đặc biệt Thái Thượng Hoàng hắn cũng nắm giữ cấp độ sử thi thiên linh căn. Tu vi tiêu phàm cũng có thể để bọn họ thăng lên đi. Nhưng bọn họ không thích hợp. Bọn họ cơ sở thiên phú chênh lệch rất nhiều, điều này sẽ đưa đến đồng dạng là sử thi cấp bậc thiên linh căn, việc tu luyện của bọn họ tốc độ, tương lai tiềm lực đều muốn kém nhiều tìm long khu vực cực hạn chỉ có đại thừa viên mãn cấp bậc, bọn họ ở chỗ này rất tốt, nhưng tiến vào thiên ngoại tiên vực gia nhập vô lượng kiếm tông, bọn họ khó có thể được coi trọng. Liền không có ý nghĩa gì. Tần chỉ không giống, thiên phú của nàng mạnh, gia nhập vô lượng kiếm tông nhất định sẽ được coi trọng, thực lực của nàng như đi đến, tương lai tiêu phàm bọn họ đi đến thiên ngoại tiên vực bảo hiểm rất nhiều. Được, vậy ngươi liền hỏi một chút nàng ý kiến. Thanh Dương kiếm tiên gật gật đầu nói, Tần Chỉ nếu như thật có thể đạt đến Hợp Thể kỳ tu vi, hơn nữa nàng có sự thi cấp bậc Thiên Linh căn, không nói trở thành vô thượng cường giả, tương lai thực lực của nàng có thể rất mạnh. Thu nạp nàng gia nhập Vô Lượng kiếm tiên cũng không sai. Hơn nữa Tần Chỉ như gia nhập Vô Lượng kiếm tông, tương lai Tiêu Phàm bọn họ gia nhập Vô Lượng kiếm tông tỷ lệ cũng sẽ cao một chút. Tiêu Thiên Sư, bệ hạ. Tiêu thân vương phủ, Tần Chỉ lại đây, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Phượng Khinh Vũ nàng liền vội vàng hành lễ. Tần Chỉ tu vi hiện nay vẫn là phân thần cấp bậc phía trước nàng vốn là phân thần cấp bậc tu vi, tiêu phàm không có cho nàng tăng lên tới phân thần đại viên mãn, còn tăng lên tới xuất hiếu kỳ đại viên mãn, trước tính ngưỡng điểm không đầy đủ. Bây giờ tiêu phàm có 1,5 tỷ tính ngưỡng điểm. Chỉ dương, đến ngồi. Phượng khinh Vũ cười chào hỏi. Tần chỉ ngồi xuống, bên cạnh hầu gái vội vã cho tần chỉ rót một chén trà. Tiêu phàm phất phất tay hầu gái lui ra. Tiêu phàm đem thanh dương kiếm tiên nói đồ vật nói cho tần chỉ, hắn phân tích của chính mình cũng nói một chút. Tần chỉ nói, tiêu thiên sư ngươi là nhớ ta đi đến thiên ngoại tiên vực gia nhập vô lượng kiếm tông. Có thể ta tu vi tự hồ còn chưa đủ. Tiêu Phạm nói. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều gặp ở trong vòng hai tháng để ngươi tu vi đạt đến hợp thể kỳ, ngươi đi đến thiên ngoại tiên vực là không có vấn đề. Ta phụ vương nơi đó, tần chỉ có chút chần chờ. Tiêu Phạm nói. Tần thúc hắn tu vi sau đó nhất định sẽ tăng lên, hắn ở tiềm long đại lục bên này sẽ không có vấn đề gì, tương lai nếu như ngươi ở vô lượng kiếm tông đứng vững, hắn cũng có thể đi đến thiên ngoại tiên vực đắc đạo thành tiên tần chỉ gật gù ta đi tần chỉ rõ ràng chính mình có thể sống sót có thể đạt cho tới bây giờ tu vi đều là bởi vì tiêu phàm tiến vào thiên ngoại tiên vực gia nhập vô lượng kiếm tông cũng không là chuyện xấu gì chỉ dương sau đó chúng ta cũng sẽ tiến vào vô lượng kiếm tông phượng khinh vũ nói tiêu phàm nói thanh dương kiếm tiên bây giờ cảm thấy cho ta có một thành khả năng tương lai là tam giới chí tôn ngươi tiến vào vô lượng kiếm tông an toàn sẽ không có vấn đề Từng tần chỉ gật đầu tiêu thiên sư bệ hạ ta gia nhập vô lượng kiếm tông sau khi nhất định nỗ lực tu luyện chờ các ngươi ngày nữa ở ngoài tiên vực hy vọng có thể giúp đỡ được việc đi phòng tu luyện đi tiêu phạm nói rất nhanh tiêu phạm bọn họ tiến vào phòng tu luyện tiêu phạm cho tần chỉ hối đoái xuất hiếu kỳ tu vi cũng không lâu lắm thời gian tần chỉ liền đạt đến xuất hiếu kỳ đại viên mãn tần chỉ nếu như ngươi trong vòng một tháng rưỡi có thể đột phá đến hợp thể kỳ đến lúc đó liền trực tiếp giúp ngươi tăng lên tới độ kiếp viên mãn không phải vậy cũng chỉ có thể cho ngươi tăng lên tới hợp thể viên mãn. Tiêu Phàm nói. Ở hợp thể kỳ cảnh giới, Tần Chỉ cũng đến dừng lại một khoảng thời gian. Được rồi Tiêu Thiên Sư. Tần Chỉ gật gù. Tiêu Phàm cùng Phượng Khinh Vũ rời đi phòng tu luyện, Tần Chỉ tiếp tục ở bên trong củng cố tu vi. Thời gian xa xôi, đảo mắt hơn hai tháng trôi qua. Này hơn hai tháng Tiêu Phàm cũng không có động tác đặc biệt, hắn tạm thời không có tra âm giới hậu trường hắc thủ. Quang Minh Thần Cung cùng Thiên Cơ Tông Cường Giả đều rùa rụt cổ, tiêu phàm tạm thời cũng không nhằm vào bọn họ âm tần chỉ trên người bộc phát ra mạnh mẽ khí tức nàng tu vi đi đến độ kiếp viên mãn một tháng trước nàng đột phá đến hợp thể kỳ. ngày thứ hai tiêu phàm mang theo thanh dương kiếm tiên đến tần vương phủ tần hoài an chuẩn bị rượu và thức ăn chiêu đãi tần chỉ ngươi hiện tại tu vi là thanh dương kiếm tiên giật mình nhìn tần chỉ tần chỉ nhìn phía tiêu phàm tiêu phàm cười cười nói này không có gì hay ẩn giấu ngươi đến thiên ngoại tiên vực thanh dương đạo hữu một ánh mắt liền có thể thấy được ngươi tu vi Tần Dương đạo hữu, Tần chỉ bây giờ độ kiếp viên mãn cấp bậc tu vi. Thanh Dương kiếm tiên hít sâu một hơi. Tần chỉ nhanh như vậy có thể đạt đến hợp thể kỳ hắn liền rất giật mình, không nghĩ đến ngăn ngắn hơn hai tháng, Tần chỉ dĩ nhiên từ phân thần kỳ tăng lên tới độ kiếp viên mãn cấp bậc. Thanh Dương kiếm tiên thật sâu nhìn Tiêu Phàm một ánh mắt, hắn biết đây nhất định là Tiêu Phàm ra tay. Tiêu Phàm trên người có bí mật lớn. Tiêu Phàm bây giờ không muốn đi đến thiên ngoại tiên vực, hắn cảm thấy đến khả năng cùng bí mật này có quan hệ. Chương 648, Đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi. Nguồn. Mê truyện audio com Tiệc rượu kết thúc, Tần chỉ quỳ xuống đất bái biệt Tần Hoài An. Phụ vương, ngài bảo trọng. Tần Hoài An nâng dậy Tần chỉ. Chỉ nhi, dù cho ngươi tu vi cao đến đâu, bất kỳ thời gian ngươi đều không nên quên quốc gia, nguồn gốc của ngươi ở thiên huyền Hoàng Triều. Phụ vương ta rõ ràng. Tần chỉ gật đầu nói. Nàng đứng dậy rồi hướng phượng khinh vũ lạy xuống. Bệ hạ ta nhất định nỗ lực tu luyện, tranh thủ tương lai có thể cho ngài cùng tiêu thiên sư cung cấp một ít trợ giúp. Chỉ dương, đứng lên đi. Ngươi bảo đảm chính mình an toàn quan trọng nhất, trong nhà bên này ngươi không cần quá lo lắng. Phượng khinh Vũ nâng dậy tần chỉ nói. Tần chỉ gật gù, nàng xác thực không phải rất lo lắng. Tiêu phàm đã đem tần hoài an tu vi tăng lên tới phân thần kỳ đại viên mãn, tuy nói bây giờ vẫn không có đột phá, nhưng tần hoài an tương lai đến xuất hiếu kỳ là khẳng định. Không nói những cái khác có xuất hiếu kỳ tu vi, tần hoài an tuổi thọ liền tương đối dài, coi như nàng rời đi tìm long khu vực thời gian tương đối dài, Tần Hoài An cũng vẫn là có thể sống. Tiêu Thiên Sư, cảm tạ ngươi. Tần Chỉ nói cũng phải quay về Tiêu Phạm quỳ xuống. Tiêu Phạm khoát tay sức mạnh to lớn ngăn cản Tần Chỉ. Dù cho Tần Chỉ nắm giữ độ kiếp viên mãn cấp bậc tu vi, nàng vào lúc này cũng không có quỳ xuống lại. Tiêu Phạm bây giờ thình lình đã đại thừa kỳ đại viên mãn tu vi, ở thích ứng 2 tháng độ kiếp kỳ tu vi sau khi, Tiêu Phạm hoa mấy trăm triệu tín ngưỡng điểm tăng lên tự thân tu vi. Thanh Dương kiếm tiên khiếp sợ nhìn Tiêu Phàm hắn chỉ có độ kiếp viên mãn cấp bậc tu vi, nguyên bản không cách nào phán đoán ra được tiêu phạm bây giờ cảnh giới, vào lúc này tiêu phạm ra tay khí tức tiết ra ngoài thanh dương kiếm tiên phán đoán đi ra. Đại thừa viên mãn, thanh dương kiếm tiên không dám tin tưởng. Hơn hai tháng trước tiêu phạm còn chỉ có độ kiếp viên mãn cấp bậc tu vi, bây giờ càng nhưng đã đại thừa viên mãn cấp bậc. Tần chỉ, bản vương ngươi cũng đừng lạy. Bản vương tặng ngươi một câu nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn bản vương có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới cùng thiên huyền hoàng triều bách tính không thể tách rời ngươi cũng như thế tiêu phàm mỉm cười nhắc nhở nói chỉ dương ghi nhớ tần chỉ cung kính mà nói tiêu phàm nhìn phía thanh dương kiếm tiên thanh dương đạo hữu ngươi bản tôn tu vi cao thực lực mạnh ở vô lượng kiếm tông thân phận địa vị cũng cao phiền phức nhiều phối hợp một hồi tần chỉ không thành vấn đề thanh dương kiếm tiên trầm giọng nói hắn biết tiêu phàm vào lúc này bày ra đại thừa kỳ tu vi một mặt khả năng là để tần chỉ càng thêm an tâm một ít mặt khác cũng là gõ một hồi hắn hai mươi mấy tuổi đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi linh căng cũng rất mạnh mẽ ở thanh dương kiếm tiên xem ra tiêu phàm tương lai trở thành tam giới vô thượng chí tôn độ khả thi có hai phần mười này đã rất cao rất cao rất nhiều người liều lĩnh toàn tộc bị giết nguy hiểm khởi binh tạo phản tỷ lệ thành công cũng chưa chắc có hai phần mười thanh dương đạo hữu ngươi bản tôn đến cùng là cái gì tu vi tiêu phàm mỉm cười dò hỏi thanh dương kiếm tiên nói. Ta bản tôn là đỉnh cao tiên vương. Thiên ngoại tiên vực mỗi một cảnh giới lớn chia làm ba cái cảnh giới nhỏ. Xem tiên vương cấp bậc, phân biệt là hạ vị tiên vương, thượng vị tiên vương, còn có chính là đỉnh cao tiên vương. Tiên vương hướng về trên tiên hoàng, tiên đế, tiên tôn. Tiên đế cấp cường giả đều cực kỳ cực kỳ ít ỏi, thanh dương kiếm tiên đỉnh cao tiên vương đã rất mạnh. Tiêu phàm khẽ cười nói. Thanh dương đạo hữu, ta bây giờ tu vi so với ngươi thấp hơn nhiều, nói như vậy có thể có chút nói khoác không biết ngượng nhưng ngươi nếu thật sự tâm đợi chúng ta tương lai ta tu vi đi đến ta tuyệt đối bảo vệ ngươi trở thành tiên đế cấp cường giả thanh dương kiếm tiên ánh mắt sáng lên tiêu phàm cái hứa hẹn này dưới cái nhìn của hắn phi thường vô cùng tốt hắn rõ ràng mình coi như nỗ lực tu luyện bình thường trở thành tiên đế cấp cường giả xác suất tuyệt đối sẽ không vượt qua một phần trăm tiêu phàm trở thành tam giới chí tôn xác suất so với cái này cao tiêu thiên sư ngươi ý tứ ta rõ ràng ta nhất định tận lực thanh dương kiếm tiên ông quyền nói bảo trọng tiêu phàm đáp lễ lại thanh dương kiếm tiên để tần chỉ tiến vào chính mình bảo vật trong không gian sau đó bóng người của hắn bay lên càng ngày càng cao hơn nữa bóng người của hắn cũng càng ngày càng nhạt rất nhanh tiêu phàm bọn họ liền hoàn toàn không nhìn thấy tần thúc tần chỉ này một chuyến đi ra ngoài cũng là có chút nguy hiểm nếu như xảy ra vấn đề rồi xin hãy tha lỗi tiêu phàm đối với tần hoài an nói tần hoài an cười cười nói ngươi lời này nói từ cổ chí kim nhiều người như vậy muốn trở thành tiên tiên lộ đứt đoạn mất rất nhiều người không công địa chết ở trên đường thành tiên. Chỉ dương bây giờ nhưng là trực tiếp tiến vào tiên giới, vô số người ước ao đều ước ao có đến đây. Tiêu phàm khẽ gật đầu. Lời này cũng không tật xấu. Thật sự có cơ hội như vậy, buông lời đi ra ngoài cướp người nhất định sẽ xé rách đầu. Vương Phủ, Phượng khinh Vũ nói. Phu quân bây giờ ngươi đã có đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi, có phải là định đem âm giới hậu trường hắc thủ tìm ra? Từng. Tiêu phàm khẽ gật đầu âm giới hậu trường hắc thủ làm việc giết chóc thiên huyền hoàng triều không ít bách tính tìm nhất định phải tìm ra thần giới cùng ma giới cường giả tương lai còn có khả năng giáng lâm tên như vậy không giải quyết tương lai là mầm họa rất lớn xác suất sẽ trở thành thần giới ma giới cường giả chó săn thiên cơ tông cùng quan minh thần cung phong tỏa sơn môn tạm thời vẫn chưa thể nhằm vào bọn họ trước tiên đem âm giới hậu trường hắc thủ tìm ra ta đến đi một chuyến âm giới phượng khinh vũ gật gù tiêu phàm bây giờ đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi hắn đến âm giới đồng dạng có như vậy tu vi hơn nữa cấp độ thần thoại tróc quỹ thuật khống quỷ thuật các loại an toàn sẽ không có vấn đề rất nhanh tiêu phàm nằm đến trên giường hắn mở ra âm hộ dương hồn xuất khiếu chuẩn bị tiến vào âm giới hả tiêu phàm có chút há hốc mồm trước đây hắn tiến vào âm giới rất dễ dàng bây giờ tiến vào âm giới dĩ nhiên cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ trở ngại hắn dĩ nhiên không cách nào lại tiến vào âm giới phu quân làm sao phượng khinh vũ nghi ngờ nói tiêu phàm dương hồn một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn mở mắt ra cười khổ nói hẳn là thiên địa quy tắc hạn chế, ta bây giờ có đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi không cách nào tiến vào âm giới, không biết lấy sau thiên địa quy tắc có thể hay không mở rộng. Độ kiếp viên mãn cấp bậc tu vi lúc, tiêu phạm còn đã tiến vào âm giới một lần. Vào lúc ấy là không có vấn đề gì. Phượng khinh Vũ ngớ ngẩn, lại còn có hạn chế như thế. Tiêu Bạch, ngươi tới. Tiêu Phàm đem Tiêu Bạch lại đây, Tiêu Bạch đã khôi phục lại đại thừa sơ kỳ tu vi. Tiêu Bạch ngươi dương hồn ly thể, ngươi thử tiến vào âm giới. Tiêu Phàm phân phó nói được rồi chủ nhân. Tiêu Bạch Dương Hồn rất nhanh từ trong đầu đi ra, hắn thu lại khí tức Dương Hồn rất nhanh sẽ tiến vào âm giới. Ở âm giới đợi nửa phút Tiêu Bạch liền. Chủ nhân ta Dương Hồn mới vừa đến âm giới. Không bao lâu thời gian Tiêu Bạch Dương Hồn liền từ âm giới, nó mở mắt ra. Tiêu phàm Trầm ngâm nói. Nên chỉ có tối cường giả đứng đầu có hạn chế như thế. Khả năng là đối với âm giới một loại bảo vệ. Phượng Khinh Vũ nói. Phu quân ngươi cho ta độ kiếp viên mãn cấp bậc tu vi đi, chính ta đột phá đến đại thừa cấp bậc, đến thời điểm ta là có thể tiến vào âm giới. Phượng khinh vũ bây giờ độ kiếp sơ kỳ. Chương 649. Phượng khinh vũ thực lực. Nguồn Mê truyện audio.com. Ngươi tiến vào âm giới? Tiêu Phàm cau mày nói. Phượng khinh vũ cười cười nói. Phu quân ta có thể cùng tiểu Bạch đồng thời tiến vào âm giới. Ngươi đừng xem thường người a, à, tốt xấu đến lúc đó ta nắm giữ đại thừa kỳ tu vi. Tiêu Phàm suy tư nguyên bản kế hoạch của hắn là phượng khinh vũ thích ứng một quãng thời gian độ kiếp kỳ tu vi sau liền trực tiếp cho nàng hối đoái đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi một bước đúng chỗ khinh vũ nếu như có đại thừa kỳ tu vi lại cho nàng thần thoại cấp bậc tróc quỷ thuật các loại thêm vào bảo vật mạnh mẽ nàng ở âm giới hoàn toàn khả năng đạt đến đại thừa hậu kỳ thực lực tiêu phàm thầm nghĩ trong lòng thực lực như vậy không nói giết địch tự vệ khẳng định không ngại tống nguyên quân chờ trước cũng là độ kiếp hậu kỳ độ kiếp viên mãn cấp bậc tu vi tử vong chí tôn hắc ám chí tôn bọn họ cũng không có đại thừa viên mãn cấp bậc thực lực. Được, cho ngươi độ kiếp viên mãn cấp bậc tu vi. Nhưng có cần hay không ngươi tiến vào âm giới sau đó lại nhìn, hay là tiểu bạch đến lúc đó trực tiếp là có thể giải quyết. Tiêu Phàm cân nhắc một hồi lâu nói. Hắn đại thừa viên mãn cấp tu vi không thể tiến vào âm giới, âm giới cường giả nếu như biết điểm này, chính hắn đối với âm giới lực uy hiếp liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Đơn thuần tiểu bạch không hẳn có thể bảo đảm đầy đủ uy hiếp lực lượng cho tới vu ngạc Monica chúng nó, một mặt chúng nó vẫn không có đại thừa kỳ thực lực, mặt khác coi như có, không ký chủ tớ khế ước chúng nó cũng không có như vậy tin cậy. Lấy Phượng khinh Vũ bây giờ tu vi, nàng là có thể cùng vu ngạc Monica chúng nó ký chủ tớ khế ước, nhưng vu ngạc thiên phú của bọn họ bình thường tiêu phàm không quá để ý để Phượng khinh Vũ cùng bọn họ ký chủ tớ khế ước, tương lai sẽ tha Phượng khinh Vũ chân sau. Rất nhanh tiêu phàm bọn họ đến phòng tu luyện bên trong. Âm. Hai giờ trôi qua, Phượng khinh Vũ tu vi thuận thuận lợi lợi địa đến độ kiếp viên mãn bỏ ra 120 triệu tín ngưỡng điểm. Bình thường hẳn là 150 triệu, nhưng nàng phía trước hối đoái hợp thể kỳ tu vi bỏ ra 60 triệu tín ngưỡng điểm, lần này hối đoái có thể thiếu hoa 30 triệu. Tiêu phàm tín ngưỡng điểm tới đến 850 triệu. Phía trước được tín ngưỡng điểm không ít, có thể hoa lên cũng không phải rất kinh hoa. Hệ thống, cho khinh vũ hối đoái thần thoại cấp bậc tróc quỷ thuật, khống quỷ thuật, còn có trận pháp, động thuật. Tiêu phàm ở trong đầu nói. Chính hắn hối đoái thần thoại cấp bậc kỹ năng là 2 triệu tín ngưỡng điểm, cho người khác hối đoái bây giờ là 5 lần, bốn cái thần thoại cấp bậc kỹ năng tổng cộng đến tiêu tốn 40 triệu. Âm âm âm. Thần thoại cấp bậc kỹ năng ẩn chứa lượng lớn tin tức, đồng thời cũng ẩn chứa khá là sức mạnh to lớn, những tin tức này cùng sức mạnh điên cuồng tràn vào Phượng khinh Vũ trong cơ thể. Âm. Hai canh giờ trôi qua, Phượng khinh Vũ Tu Vi thình lình lại một lần nữa thu được đột phá, nàng độ kiếp đại viên mãn Tu Vi, đi thẳng đến đại thừa sơ kỳ trình độ. Thần thoại cấp bậc tróc quỷ thuật không quỷ thuật, có thể để cho nàng ở âm giới thực lực càng mạnh hơn, trận pháp có thể bảo đảm nàng bị trận pháp nhốt lại độ khả thi giảm mạnh thần thoại cấp bậc động thuật lại gặp đến cường địch thời điểm sử dụng thoát thân không sai động thuật cái này tiêu phàm chính mình không có làm hắn có hệ thống ở tay chỉ cần hệ thống bên trong có đầy đủ tính ngưỡng điểm hắn hoàn toàn có thể thoải mái tay chân cùng kẻ địch ngành gian đại thừa sơ kỳ tu vi không sai tiêu phàm trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười hắn trực tiếp cho phượng khinh vũ bốn cái thần thoại cấp bậc kỹ năng chính là vì giúp phượng khinh vũ trực tiếp đột phá đến đại thừa cấp bậc khinh vũ ngươi trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, hảo hảo cũng cố tu vi. Tiêu phàm thanh âm vang lên ở phượng khinh vũ bên tai, hắn rất mau rời đi phòng tu luyện. Bên ngoài đen kịt một mảnh. Tiêu phàm bọn họ là ban ngày tiến vào phòng tu luyện, ở bên trong chờ thời gian khá là lâu. Răng rắc. Tiêu phàm bóp nát một khối ngọc bài, khối ngọc này bài là con trai của tống uyên quân tống trạch. Bóp nát ngọc bài có thể dùng đến hô hoáng tống trạch. Mấy phút trôi qua tiêu phàm vị trí sân khói đen phun trào, tống trạch từ trong hắc vụ đi ra, hắn đã có ba, bốn tháng thời gian chưa từng thấy tiêu phàm. Tiêu thiên sư. Tống trạch cung kính mà hành lễ. Gần nhất tuy rằng không cùng tiêu phàm từng gặp mặt, nhưng tống trạch biết dương giới tình huống, tiêu phàm có hợp thể viên mãn tu vi, bộc phát ra quá đại thừa viên mãn cấp thực lực. Mặt sau tiêu phàm đến độ kiếp viên mãn cấp tu vi, lại đến đại thừa viên mãn cấp tu vi, tống trạch không biết, tiêu phàm cũng không ở trước mặt mọi người hiển lộ ra quá như vậy tu vi. Ngồi. Tiêu phàm đưa tay nói. Tống trạch gật gù cùng tiêu phàm đồng thời ngồi xuống, tiêu phàm nói, tống trạch phụ thân ngươi tống uyên quân tu vi bây giờ nghĩ đến nên đã đến đại thừa kỳ hắn là suy đoán cũng không có chứng cứ tống trạch thoáng chần chờ một chút nói tiêu thiên sư ngươi quả nhiên thần cơ diệu toán phụ thân vận khí không tệ xác thực đã đột phá bây giờ đại thừa sơ kỳ tu vi thực lực phương diện có thể có đại thừa trung kỳ trình độ tiêu thiên sư ta nghe nói ngươi bây giờ có thể bộc phát ra đại thừa viên mãn cấp thực lực phụ thân thực lực không bằng ngươi Nói là nói như vậy, nhưng Tống Trạch trong lòng cũng không không cảm thấy tiêu phạm liền so với cha mình lợi hại, phụ thân hắn là vẫn luôn có thể có đại thừa trung kỳ thực lực. Tiêu phạm lại không thể tùy tùy tiện tiện bạo phát đại thừa viên mãn cấp thực lực. Tống Trạch làm sao biết, tiêu phạm bây giờ tu vi đã đến đại thừa viên mãn cấp bậc. Cái này tiêu phạm sẽ không cùng hắn nói. Tống Nguyên Quân chờ rất có khả năng biết đại thừa viên mãn cấp bậc cường giả không cách nào tiến vào âm giới, để bọn họ biết điểm này, đối với hắn mà nói không hẳn là một chuyện tốt âm giới bây giờ ra sao cấp bậc cường giả có thể đến ngoại giới? Tiêu Phàm dò hỏi. Tống Trạch bây giờ chỉ là phân thân đi ra, hơn nữa hắn này một cái phân thân chỉ có nguyên anh cấp bậc, như vậy phân thân coi như hủy diệt đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Tống Trạch nói. Lấy phụ thân năng lực, nếu như tiêu hao khá nhiều tài nguyên, nền cao nhất có thể để cho hợp thể sơ kỳ cường giả tiến vào dương giới. Nhưng như vậy cấp bậc cường giả đến dương giới thực lực cũng là xuất hiếu viên mãn trình độ, ở thiên huyền hoàng triều không phải khu tu luyện trực tiếp sẽ bị áp chế đến võ đế chính. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe, Tống Nguyên Quân có thể làm được điểm này, tử vong chí tôn cùng hắc ám chí tôn khẳng định càng mạnh hơn, bọn họ hay là có thể để hợp thể trung kỳ cường giả tiến vào dương giới. Hậu trường hắc thủ là ai, Tống Nguyên Quân có thể có thu hoạch. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói. Vốn là hắn là nghĩ tiến vào âm giới, tụ tập các thế lực lớn một ít cường giả cho bọn họ đoán mình, ai là hậu trường hắc thủ đến lúc đó khẳng định có thể tìm ra. Bây giờ không thể tiến vào âm giới có một chút lúng túng. Phượng Khinh Vũ đã trói chặt trở thành hệ thống phó chủ nhân, có thể ở hắn không chết tình huống, Phượng Khinh Vũ này một cái phó chủ nhân cũng không thể lợi dụng hệ thống đoán mệnh. Tống Trạch lắc lắc đầu. Phụ thân khoảng thời gian này vội vàng đột phá, đột phá đến đại thừa cấp bậc tu vi sau, phụ thân lại tốn không ít thời gian củng cố tu vi. Đúng rồi Tiêu Thiên sư, căn cứ chúng ta được tình báo, Ngô Thành Quân bây giờ sát suất cao cũng đột phá đến đại thừa cấp bậc, thiên địa biến hóa đột phá dễ dàng không ít. Tiêu Phàm cũng không có rất kỳ quái. Ngô Thành Quân cùng Tống Uyên Quân xem như là đối thủ cũ, hắn cũng sớm đã có độ kiếp đại viên mãn cấp bậc tu vi, Tống Uyên Quân đột phá, hắn đột phá rất bình thường. Tống Trạch, người giúp bản vương làm một chuyện. Bản vương sau ba ngày đại tiệc, mời tiệc cửu U Chí Tôn còn có thập đại diêm quân một ít tâm phúc thuộc hạ cùng với quan hệ thân cận vãn bối, đến người càng nhiều càng tốt. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Tống Trạch trong mắt tinh mang lấp lóe, Tiêu Phàm mời tiệc sợ là không đơn giản như vậy. Chương 650 mời tiệc một đám âm giới cường giả. Nguồn Mê truyện audio com Tống trạch phân thân âm giới rất nhanh thấy cha mình, hắn đem trò chuyện nội dung nói ra. Phụ quân, ta làm sao cảm giác có một chút điểm kỳ quái, tiêu thiên sư hẳn là muốn cho người của các phe thế lực tụ tập, sau đó cho đại gia đoán mệnh tìm kiếm hậu trường hắc thủ. Hắn vì sao không tiến vào âm giới? Tống trạch khẽ nhíu mày có chút kỳ quái địa đạo. Tống nguyên quân nói. Ngươi đừng không phải hoài nghi tiêu thiên sư thực lực hôm nay cũng không có mạnh như vậy, Tống Trạch lắc lắc đầu. Cái kia thật không có, nếu như Tiêu Thiên sư thực lực không có mạnh như vậy, cần gì phải lúc này tụ tập đại gia tìm kiếm hậu trường hắc thủ? Coi như tra được hắn cũng không làm gì được." Tống Nguyên Quân trầm ngâm nói. "Hay là phòng ngừa hậu trường hắc thủ mang theo rất nhiều cường giả trong bóng tối mai phục, ở âm giới điều tra, quả thật có khả năng xuất hiện tình huống như thế." Tống Trạch khẽ gật đầu. Trong đầu của hắn thực trước nhô ra quá ý nghĩ như thế, có thể hay không là Tiêu phạm thực lực bây giờ quá mạnh mẽ, căn bản là không thể tiến vào âm giới nhưng ý nghĩ như thế ở trong đầu của hắn chỉ lóe lên một lần liền bị hắn phủ quyết tiêu phàm chỉ là có thể bộc phát ra đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi căn cứ tống trạch hiểu rõ phổ thông đại thừa cấp bậc cường giả tiến vào âm giới đều không có vấn đề tiêu phàm bây giờ nên nhiều lắm cũng là độ kiếp sơ kỳ tu vi phụ quân cái kia chuyện này ngài xem tống trạch nói tống nguyên quân nhàn nhạc nói tiêu thiên sư đã có ý nghĩ như thế chúng ta tự nhiên phối hợp để ta giúp tiêu thiên sư đem thiệp mời đưa đến từng cái từng cái thế lực không dám đi liền rất khả năng có vấn đề Tống Trạch gật đầu xin cáo lui. Rất nhanh 10 người từ phủ đệ xuất phát, bọn họ phân biệt đi đến còn lại 9 vị diêm quân còn có cửu u chí tôn nơi đó, sau nửa canh giờ còn lại 10 phe thế lực đều thu được thiệp mời. Tiêu Phàm mời tiệc. 10 phe thế lực thủ lĩnh đều chiếm được tin tức, dù cho là cửu u chí tôn. Trước đây Tiêu Phàm không có như vậy con bài, như vậy yến xin mọi người có thể cho mặt mũi quá khứ là tốt lắm rồi, cửu u thái tử bọn họ là không sẽ quấy rối cửu u chí tôn. Bây giờ không giống, cửu u thái tử bọn họ cũng đều biết tiêu phàm phía trước bộc phát ra quá đại thừa viên mãn thực lực phụ thân chúng ta phái người nào đi dương giới cửu u thái tử dò hỏi chính mình phụ thân nói cửu u chí tôn thực lực bây giờ ổn ở đại thừa sơ kỳ phía trước hắn thôn phệ một ít cường giả khôi phục lại đại thừa sơ kỳ nhưng thương thế cũng không có tốt hơn rất nhiều hắn chỉ có thể duy trì như vậy tu vi sở hữu có thể đi đến dương giới hoàng tử hoàng tôn toàn bộ tiến vào dương giới cửu u chí tôn trầm giọng nói a à. cửu u thái tử có chút giật mình cửu u chí tôn trầm giọng nói tống nguyên quân bọn họ đã đột phá đến đại thừa sơ kỳ như bọn họ tranh thủ đến tiêu phạm chống đỡ chúng ta gặp phi thường phiền phức như vậy có thể để cho tiêu phạm biết thành ý của chúng ta cửu u thái tử có chút chần chờ nói phụ thân ngài có thể xác định người của chúng ta liền nhất định không dở trò sao như tiêu phạm toán đi ra là người của chúng ta làm việc là ngươi sao cửu u chí tôn nhìn chăm chú cửu u thái tử nếu như có người dở trò to lớn nhất khả năng chính là cửu u thái tử chỉ cần tha thời gian đầy đủ trường cựu u thái tử về mặt thực lực đi đến lúc đó hắn có thể trở thành chí tôn phụ thân tất nhiên là không cựu u thái tử lắc đầu liên tục nhưng ta không thể xác định người còn lại có phải là có hành động cựu u chí tôn trầm giọng nói vì lẽ đó càng nên làm cho tất cả mọi người tiến vào dương giới cho thấy chúng ta thái độ như vậy coi như là chúng ta người làm việc tiêu phàm cũng sẽ không làm tuyệt ừm cựu u thái tử khẽ gật đầu đảo mắt đã đến giờ ngày thứ ba Cửu U Quỷ vực rất nhiều cường giả tiến vào dương giới. Tống Nguyên Quân ở ngoài còn lại cường giả có cũng cảm thấy kỳ quái, có thể người vẫn phải là phái ra đi. Không phải vậy như có vấn đề, chẳng khác nào không đánh đã đá khai. Phía trước chính là Lăng Tiêu Thành. Đi thôi. Các thế lực lớn cường giả tiến vào dương giới rất nhiều cũng không phải trực tiếp đến Lăng Tiêu Thành, nhưng bọn họ tới gần Lăng Tiêu Thành liền sẽ bị một nguồn sức mạnh dẫn dắt tiến vào Tiêu Thân Vương phủ. Trăng sáng giữa bầu trời, Tiêu Thân Vương phủ đèn đuốc sáng choang. Tiêu Phàm mời tiệc thời gian định ở buổi tối, tuy nói mời tiệc người tu vi đều sẽ không thấp, ban ngày xuất hiện không có bất cứ vấn đề gì, nhưng này dạng khó tránh khỏi có chút không đủ tôn trọng. Bái kiến Tiêu Thiên sư. Tiêu Thiên sư tốt. Nhìn thấy Tiêu Phàm, tổng Ngôn chờ dồn dập hành lễ. Đường Huyền Quân tôn tử Đường Ngọc Long chờ một ít Tiêu Phàm trước đây nhìn thấy người cũng lại đây, các thế lực lớn xuất hiếu kỳ cường giả cũng tới không ít, bình quân mỗi cái thế lực có 6, 7 cái. Gặp lại đến mấy chục cái xuất hiếu kỳ cường giả, hoàng tộc lại đến rồi nhiều người như vậy hoàng tử đều đến rồi vài cái hoàng tôn chừng hai mươi cái trả lại không ít thực lực mạnh thân tính. tống ngôn bọn họ có chút cường giả trong bóng tối nghị luận sôi nổi lại đây nhiều nhất cường giả chính là hoàng tộc xuất khiếu kỳ cường giả liền đến 11 một cái tiêu phàm mỉm cười nghe tiếp khoảng cách ước định thời gian còn có nửa giờ thế lực khắp nơi tất cả mọi người đến đông đủ tổng cộng đến rồi hai ba trăm người phần lớn đều có phân thần kỳ tu vi chư vị đại gia mời ngồi cảm tạ chư vị đến tiêu phàm cất giọng nói các thế lực lớn người vốn là đều đứng giao lưu với nhau nghe vậy dồn dập ngồi xuống tiêu thiên sư ngươi yến mời chúng ta có phải là vì hậu trường hắc thủ sự tình đi ngươi liền trực tiếp cho chúng ta đoán mệnh đem hậu trường hắc thủ tìm ra bốc lên âm dương hai giới mâu thuẫn chỉ cần ngươi tìm ra xác định đối phương có vấn đề chúng ta âm giới thế lực khắp nơi cũng chắc chắn sẽ không dễ tha nói chuyện là tống ngôn giả như hậu trường hắc thủ là hoàng tộc ở tống uyên quân bọn họ xem ra liền rất có lợi tiêu phàm như nhằm vào hoàng tộc tống uyên quân tương lai thượng vị độ khả thi tăng lên rất nhiều tiêu phàm bừng lên ly rượu hắn mỉm cười nói bản vương đúng là muốn tìm ra hậu trường hắc thủ có điều cái này không có như vậy gấp bản vương trước tiên kính đại gia một ly dù cho hắn bây giờ đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi âm giới rất nhiều thế lực cũng không thể tùy tiện đắc tội dù sao dương giới bách tính chết rồi gặp đi âm giới tiêu thiên sư khách khí kính tiêu thiên sư tất cả mọi người dồn dập uống xong một chén rượu nằm úp sắp tiêu bạch lúc này đứng lên trên người nó bộc phát ra đại thừa cấp bậc khí tức, cảm nhận được nó bộc phát ra đáng sợ khí tức, không ít người hơi thay đổi sắc mặt. Tiêu Thiên sư ngươi đây là, có cường giả kinh hải nói. Tuy rằng bọn họ từng cái từng cái thực lực cũng không tính là yếu, nhưng bọn họ tất cả mọi người gặp lại cũng đánh không lại đại thừa kỳ cường giả. Tiêu Phàm phất phất tay. Tiểu Bạch ngươi đi ra ngoài trước, đừng dọa bản vương khách mời. Hống. Tiêu Bạch gầm nhẹ một tiếng rời đi. Tiêu Phàm nói. Chư vị các ngươi bây giờ nên rõ ràng, Bản Vương ở Dương giới yến mời các ngươi, cũng không phải Bản Vương thực lực không đủ. Rất nhiều cường giả gật đầu. Trong bọn họ lợi hại cường giả có thể phán đoán ra được, Tiêu Bạch rất khả năng có đại thừa cấp bậc thực lực, Tiêu Phàm có thể có như vậy chiến sủng thực lực của tự thân làm sao có khả năng nhược. Bản Vương muốn cho đại gia tính toán mệnh, đại gia tự nguyện tham dự. Bản Vương chỉ là tiền hậu trường hắc thủ, các ngươi những khác việc riêng tư, Bản Vương sẽ không dò xét. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói. Được lắm tự nguyện chúng thế lực cường giả âm thầm nhổ nước bọt. Nếu như bọn họ không tự nguyện đứng ra, rất có khả năng liền sẽ đắc tội tiêu phàm. Mới vừa để tiêu bạch bộc phát ra khí tức là một loại cảnh cáo. Chương 651 Hậu trường hắc thủ tìm ra Nguồn Mê truyện audio com Âm giới gặp sự cố, còn phải làm phiền tiêu thiên sư ngươi tìm ra hậu trường hắc thủ, chúng ta xấu hổ. Cửu U Chí Tôn một đứa con trai đạo, hắn là hoàng tử, thân phận địa vị rất cao, có điều hắn tu vi chỉ có xuất hiếu kỳ, cùng tư độ vô cực độ kiếp cấp bậc tu vi lẫn nhau so sánh chênh lệch rất nhiều, đương nhiên tuổi tác phương diện hắn cũng so với tư độ vô cực không lớn lắm. Tiêu Thiên Sư, làm phiền. Chuyện như vậy chúng ta nhất định phối hợp, hậu trường hắc thủ tìm ra chúng ta khẳng định không nhẹ nhiêu. Tống ngôn bọn họ người còn lại dồn dập mở miệng. Trong lòng lại nhổ nước bọt, ngoài miệng bọn họ cũng không dám nói cái gì. Tiêu Phàm cười gật đầu. Đa tạ đại gia. Mọi người trước tiên ăn ngon uống tốt, đoán mệnh sự tình chúng ta không vội, miễn cho toán đi ra ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Tiêu phàm chuẩn bị đồ ăn là hệ thống hối đoái đi ra, thích hợp âm giới cường giả ăn, mọi người dồn dập hành động, nửa canh giờ trôi qua ăn được gần đủ rồi. Này nửa cái canh lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 652 Âm giới chấn động các nơi Nguồn Mê truyện audio.com Tiêu phàm nhàn nhạt nói không có cái gì là không thể, Hoàng Tuyền Diêm Quân phản bội cửu u quỷ vực cấu kết hắc ám chí tôn lúc, nên nghĩ đến chính mình gặp có như vậy hạ trang. Diệt. Tiêu Phạm nói một chỉ điểm ra. Sức mạnh to lớn lướt qua con trai của Hoàng Tuyền Diêm Quân mọi người, bọn họ nhất thời biến thành tro bụi, còn lại cường giả không có phản ứng gì. Giả như Hoàng Tuyền Diêm Quân nếu thật sự cấu kết hắc ám chí tôn, bọn họ khẳng định phải chết. Phượng Khinh Vũ nói chính là Hoàng Tuyền Diêm Quân giao cho cửu u chí tôn, nên không đến nỗi nói dối. Chư vị làm phiền đại gia đến một chuyến đại gia có thể âm giới. Tiêu phàm ánh mắt đảo qua còn lại rất nhiều cường giả đạo, hắn cũng không có dự định bây giờ đối phó ngô thành quân người. Một mặt hắn vẫn không có triệt để xác định ngô thành quân tội chứng. Mặt khác ngô thành quân tạm thời cũng không có nhầm vào dương giới, cùng hắn cũng không có cừu. Tiêu thiên sư, cáo từ. Mọi người dồn dập chắp tay nói. Ti lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 653 Ngô thành quân cống hiến cho Nguồn mê truyện audio com tống nguyên quân bọn họ trầm mặt không nói hoàng tuyền diêm quân cấu kết hắc ám chí tôn đây là muốn mưu phản nhằm vào cửu u chí tôn lúc này bọn họ làm sao hỗ trợ nói chuyện hoàng tuyền diêm quân quỳ xuống nói chí tôn đại nhân kính xin pháp ở ngoài khai ân cửu u chí tôn trầm giọng nói y bản tôn tính tình ngươi cấu kết người ngoài mưu nghịch tạo phản thủ hạ ngươi tất cả mọi người đến chết nhưng tiêu thiên sư nói một câu một ít can hệ không phải rất lớn tận lực tha các ngươi một mạng, bản tôn vẫn phải là cho tiêu thiên sư cái này mặt mũi. Hoàng tuyền diêm quân cười khổ, hắn là bị phượng khinh vũ bọn họ nắm lên đến, kết quả còn phải thừa tiêu phạm cái này tình, chuyện này chỉnh. Chí tôn đại nhân, ta rõ ràng tiêu thiên sư ý tứ, ta gặp nghiêm lệnh ta người không được có bất kỳ hành động trả thù. Hoàng tuyền diêm quân hít sâu một hơi nói. Cửu u chí tôn nhàn nhạt nói. Tiêu thiên sư còn thật không sợ ngươi người trả thù, chỉ cần ngươi người dám trả thù, bọn họ liền lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 654 Sương máu, ma giới ở hành động Nguồn Mê truyện audio com Ngô Thành Quân rời đi, tiêu phạm thở phào nhẹ nhõm. Ngô Thành Quân có đại thừa kỳ tu vi, như tiếp tục cùng hắc ám chí tôn cấu kết làm việc, bao nhiêu cũng là phiền phức, bây giờ hắn như vậy cống hiến cho rất tốt. Hệ thống, có thể hay không thăng cấp? Tiêu phạm ở trong đầu dò hỏi. Ngô Thành Quân sự tình giải quyết, đón lấy một khoảng thời gian nên tương đối bình tĩnh, thừa dịp thời gian này đem hệ thống thăng cấp đến cấp 11 không thể tốt hơn. Hệ thống nói, ký chủ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, tạm thời không cách nào thăng cấp. Cấp 10 thăng cấp 11, cần tính ngưỡng điểm là 100 triệu, trước mắt hắn 900 triệu tính ngưỡng điểm. Ai? Tiêu phạm âm thầm thở dài một hơi. Hệ thống, như thế nào ngươi có thể khôi phục đến nhanh một chút? Hệ thống nói, ký chủ ngươi sử dụng bản hệ thống các loại công năng, nói thí dụ như hối đoái kỹ năng, mua thương phẩm cái gì, bản hệ thống có thể được sức mạnh. Tiêu phàm cân nhắc một trận nói. Hệ thống, vậy lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 655 Tiêu phàm bị ma giới cường giả hãm hại. Nguồn Mê truyện audio com Cự tượng quốc, thản cổ thành Đây là một cái chừng 300 vạn nhân khẩu thành trì, nội thành rất phồn hoa, nhóm người giàu sinh sống được rất tốt. Ngoại thành là tảng lớn đại thành liên miên không dứt sóng nghèo thật nặng tử khí. Phượng khinh Vũ biểu hiện ngưng trọng nói. Nàng cùng tiêu phàm đồng thời lại đây. Thẳng cổ thành bên này tử khí nồng nặc hù dọa, nhưng tử khí bị ẩn ẩn nút rất tốt, độ kiếp cấp bậc trở xuống nhân vật căn bản là phát hiện không được tử khí. Bên này nên chính là tâm điểm. Ta xem một chút có thể không thể phá giải. Tiêu phàm trầm giọng nói, bỏ ra hai cái canh giờ, hắn ở thẳng cổ thành rất nhiều địa phương đều tỉ mỉ tiến hành rồi kiểm tra, vẫn chưa phát hiện bên này có thừa dị thường. Phu quân, hẳn là ma giới cường giả trực tiếp mở ra đường hầm không gian để tinh lực ở chỗ này khuếch tán ra đến, chúng ta sợ là không cách nào ngăn cản. Phượng Khinh Vũ nói. Ừm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nếu như có thể sơ tán thẳng cổ thành bên này người, ta ngược lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 656 Ma giới cường giả sắp sửa giáng lâm Nguồn Mê truyện audio.com Phượng Khinh Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt lẽ nào chúng ta liền không có cách nào giải quyết sao không có thể giải quyết liền khẳng định đến gánh nhân quả tiêu phàm nói đối phương nên đã có cường giả đến tìm long khu vực hoặc là đã có cường giả cùng tìm long khu vực bên này người liên lạc với biết ta toán đi ra gặp có như vậy tai nạn nhất định sẽ công bố ra này xem như là một cái lợi dụng nhân tính nhược điểm thiết kế ra được dương mưu phượng khinh vũ buồn buồn nói phu quân nếu như thực lại không thể giải quyết chúng ta phải đem tổn thất rơi xuống thấp nhất Từng. tiêu phàm gật gù chúng ta phải tìm ra dưới cái có chuyện địa điểm. Sau đó ở sắp có chuyện trước, làm hết sức đem càng nhiều nguyên bản người phải chết mạnh mẽ rời đi. Đối phương bây giờ duy nhất không rõ ràng chính là thực lực của chúng ta. Hắn bây giờ nắm giữ đại thừa viên mãn cấp bậc tu vi, điểm này đối phương khẳng định không biết. Từng. Phượng Khinh Vũ gật gù. Phu quân chúng ta tách lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 657 Tai nạn đúng hạn đi đến. Nguồn mê truyện audio com ma giới lượng lớn cường giả tụ tập cùng nhau bọn họ liên thủ không ngừng hướng về một mặt to lớn ma kính đưa vào sức mạnh đế quân ngài lại tự mình ra tay nhằm vào tiềm long khu vực một tiểu nhân vật thực sự là hắn vinh hạnh nói chuyện chính là một cái nữ tử nàng dung mạo cùng nhân loại tương tự nhưng sau lưng có nửa trong suốt cánh chim màu đen nữ tử bên cạnh là một cái nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi người trẻ tuổi dung mạo của hắn đẹp trai con mắt màu tím bên trong lập loệ tia sáng yêu dị chu vi các cường giả nhìn phía người trẻ tuổi này ánh mắt đều cung kính vô cùng. Người trẻ tuổi này nhưng là ma giới một vị ma đế. Ma giới ma đế cấp bậc cường giả muốn so với thiên ngoại tiên vực tiên đế nhiều, nhưng cũng là chừng 20 cái, bất luận cái nào đều là dậm chân một cái tam giới chấn động đại nhân vật. Quyết diễm ma đế, ngài yên tâm, chúng ta ra tay hắn quản việc không đâu, trực tiếp liền sẽ bị đáng sợ nhân quả sức mạnh giết chết, thiên huyền hoàng triều lốt điên. Đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 658 cũng bốn nhân quả phản phệ. nguồn: Mê truyện audio. com. ma giới, huyết diễm ma đế trong mắt lộ ra vẻ tiếc núi. nếu như tiêu phàm thực lực yếu một chút điểm, mới vừa bọn họ có thể trực tiếp đem tiêu phàm triệu hoán lại đây, hay là có có thể được một điểm chỗ tốt. tiêu phàm hai mươi mấy tuổi thì có thực lực như vậy, huyết diễm ma đế vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hay là tiêu phàm trong tay có rất tốt bảo vật. tiếp tục phóng thích ma thần cột, bảo đảm những huyết ma đó khu vực sẽ không phải chịu quấy rầy. Quyết diễm ma đế nhàn nhạt nói. Vâng, đế quân. Một cái đen kịch trụ đá bay về phía ma kính, rất nhanh trụ đá biến mất không còn tâm hơi. Đây là ma thần cột, mặt trên có đủ loại khác nhau ma thần đồ án, nó có đủ loại dịu dụng, có thể công kích, có thể để phòng ngự, có thể lẫn nhau liên kết bày trận. Âm. Cái thứ hai ma thần cột xuất hiện, lại có khí tức mạnh mẽ dâng tới tứ phương. Tiêu phàm âm thầm cao mày. Gần 10 phút trôi qua, tổng cộng 7 cái ma thần cột rơi xuống, Chúng nó ở huyết ma khu vực, sức mạnh tương đương với lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 659 Mở mang bờ cõi ý nghĩ Nguồn Mê truyện audio com 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ Thời gian không ngừng trôi qua, tiêu phạm tính ngưỡng điểm vẫn lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Ngăn ngắn nửa giờ tiêu hao hơn 300 triệu tính ngưỡng điểm. Có thể nhân quả phản vệ còn chưa qua. 400 triệu, 500 triệu, 600 triệu. Tính ngưỡng điểm tiếp tục tiêu hao, đang tiêu hao đến 900 triệu thời điểm, trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở âm rốt cục đình chỉ, Tiêu Phàm cảm giác mình bị từ trong hầm băng vơ vét đi ra. Hô, hô. Hắn miệng lớn thở hồng hộc, trong mắt lộ ra nghĩ mà sợ vẻ. Hắn tận lực cứu lại, lại vẫn là tổn hại 900 triệu tính ngưỡng điểm, nếu như không có để Long Nha chờ hành động, tính ngưỡng điểm sẽ biến thành số âm. Chỉ cần không phải phụ quá nhiều hệ thống còn có thể tiếp tục gian, nhưng loại này gian hệ thống gặp bị tổn thương, Huyền Minh Tiên Đế có lẽ sẽ nhân cơ hội làm việc phu quân. Phượng khinh Vũ hai mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Phàm. Không sao rồi, ta nào có dễ dàng chết như vậy a? À? Tiêu Phàm ông lớn lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 660 Cự tượng quốc thượng sách Nguồn Mê truyện audio com Chư vị có thể có thượng sách Cự tượng quốc quốc chủ tướng một ít trọng thần, đem tốt hơn một chút cái tiên môn cường giả tụ tập lên. Ánh mắt của hắn đảo qua dò hỏi. Mọi người trầm mặt, mấy trăm triệu lưu dân đây là tiên môn cường giả cũng không cách nào giải quyết vấn đề khó, bọn họ không phải con rối, bọn họ cần ăn uống, bọn họ cần công tác. Bọn họ tràn vào cự tượng quốc còn lại địa phương, gặp mang cho chỗ trống mới áp lực cực lớn, chỗ trống mới bách tính làm sao có khả năng tình nguyện. Mấy chục triệu hay là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu, mấy trăm triệu lưu dân gánh nặng quá to lớn. Các ngươi nói sương máu vòng thứ hai khuếch tán có đến hay không? Cự tượng quốc quốc chủ thay đổi một vấn đề. Thánh Phật Tông một cường giả nói, tuy nói chúng ta thánh Phật Tông cùng tiêu phạm không hợp nhau lắm, nhưng tiêu phạm nếu như vậy nói vòng thứ hai sương máu mở rộng nhất định sẽ đến. Điểm này là khẳng định. Chúng ta có người tiến vào bên trong kiểm tra, bảy cá lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 661 Đợt này huyết kiếm lời Nguồn Mê truyện audio com Cự tượng quốc quốc chủ trầm mặt, chuyện này làm đi ra hắn nhất định sẽ bị vạn dân phỉ nhổ. Có thể sương máu tiếp tục mở rộng, huyết ma trào ra, bọn họ cự tượng quốc chịu không được a, à, vì toàn bộ cự tượng quốc, trẫm cũng chỉ có làm như vậy rồi. Cự tượng quốc quốc chủ trầm giọng nói. Hắn rất nhanh viết ra thánh chỉ, thánh chỉ không bao lâu thời gian liền công bố đến hoàng bản trên. Lập tức không ít người tụ tập lại đây. Bắt bộ bốn bang tất cả mọi người biếm làm đầy tớ, trong vòng nửa tháng nhất định phải tìm quan phủ báo cáo lạc trên nô ấn, người vi phạm người còn lại có thể tùy ý bắt giết. T. Mặc kệ là quý tộc vẫn là dân chúng thống nhất biếm làm đầy tớ, cái này được đến thời điểm ta có thể chiếm được mua mấy cái đẹp để nữ nô, kha kha kha. Bệ hạ anh Minh. Hoàng bản phía trước rất nhiều người hưng phấn không thôi, bọn họ đều không đúng bắt bộ bốn bang người. Bắt bộ bốn ban tất cả mọi người biếm làm đầy tớ, đến lúc đó bọn họ là có thể mua được tiện nghi nô lệ, n lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 662 Thay đổi vùng phía Tây khí hậu Nguồn Mê truyện audio.com nguyên lai còn có 400 triệu tín ngưỡng điểm, tiêu phàm kiểm tra một hồi quả nhiên cao lên tới 9 tỷ. Nhân quả phản phệ trước mười mấy ức, hiện tại 9 tỷ. Còn đem cự tượng quốc phương bắt bốn ban thuận lý thành chương địa thu lại rồi. Tiêu phàm trong lòng cự tượng quốc tuy rằng chết không ít người, nhưng giam hắn chuyện gì. Bọn họ thời điểm chết vẫn là cự tượng quốc người, hơn nữa cho bọn hắn hai lần cơ hội. Phu quân, mới gia nhập một tỷ bách tính xử lý như thế nào? bọn họ rất nhiều nhất định sẽ tiến vào chúng ta thiên huyền hoàng triều cảnh nội cũng sẽ mang đến mạnh mẽ áp lực mang đến đủ loại khác nhau xã hội vấn đề phượng khinh vũ đến tiêu phạm bên người dò hỏi hiện nay đã có thật nhiều bách tính ở hướng về bắc đi tiêu phạm cười cười nói đem bọn họ tận lực thu xếp ở vùng phía tây khu vực chúng ta thiên huyền hoàng triều vùng phía tây nhân khẩu ít ỏi vừa vặn bọn họ tiến hành bổ sung phượng khinh vũ cau mày nói phu quân nhưng là chúng ta thiên huyền hoàng tê lốt điên đang tải thêm nội dung nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 663 Thiên cơ tông cấu kết ma giới Nguồn Mê truyện audio com Thời gian xa xôi, đảo mắt nửa năm trôi qua. Tràn vào thiên huyền hoàng triều mấy trăm triệu người đã ở thiên huyền hoàng triều vùng phía tây yên ổn. Này bên trong tầng hoài an làm vô số công tác. Hắn cũng không có phí công, tu vi bây giờ rõ ràng là độ kiếp kỳ đại viên mãn. Chư vị, ngày hôm nay khách mời phân biệt là 36 hào, 345 hào, 988 hào, thiên duyên các bên trong tiêu phàm mỉm cười đạo, hắn vừa nói vừa đi lên sân khấu. Gần nhất nửa năm tương đối bình tĩnh, hắn cũng không có được bao nhiêu tín ngưỡng sức mạnh, thời gian nửa năm được tín ngưỡng sức mạnh gặp lại cũng chưa tới một tỷ. Chủ yếu vẫn là dựa vào một ít thiên tai được. Tiêu thiên sư ta là 36 hào, phiền phức ngài. Khách hàng đầu tiên rất nhanh sẽ đến trên sân khấu, hắn không lưng thi lễ một cái mới ngồi xuống. Hệ thống tin tức cấp tốc tràn vào tiêu phàm trong đầu. Hả? Tiêu phàm ánh mắt sáng lên hệ thống đưa ra đến tư liệu, cái này khách mời phụ thân là thương nhân, đi đến Tây Bắc khu vực kinh thương, kết quy lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 664 Ma Vương cấp cường giả gián lâm Nguồn Mê truyện audio com Xích diễm ma đế cấp tốc đem rất nhiều cường giả tụ tập lên. Có thể không ở cửa sổ kỳ, dùng ma kính một lần nữa câu thông tìm long khu vực cần thời gian. Đế quân, có cần hay không thông báo còn lại thế lực một ít cường giả, có bọn họ gia nhập gặp nhanh không ít xích diễm ma đế một cái thủ hạ nói không xích diễm ma đế lắc lắc đầu tiêu phàm dĩ nhiên không chết có thể chống đối mạnh như vậy nhân quả lực lượng hắn tu vi khẳng định so với chúng ta biết đến cao hoặc là hắn bảo vật vượt xa chúng ta phỏng chừng vào lúc này đem còn lại thế lực cường giả kêu đến có thứ tốt đến lúc đó sao làm vâng đế quân thời gian từng giây từng phút trôi qua đơn thuần xích diễm ma đế thủ hạ cung cấp sức mạnh mở ra ma kính liên thông tìm long khu vực cần thời gian thì càng lâu một chút. Sử dụng thần châu đỉnh, có phải là vì áp chế huyết ma môn thực lực, thuận tiện phái quân đội đi vào thành để ý đến chúng nó? Xích diễm ma đế thầm nghĩ trong lòng. Tiêu phàm toán đi ra huyết em mở lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 665 Bắt sống một cái ma vương cấp cường giả Nguồn Mê truyện audio.com Âm Hai cái ma vương cấp cường giả, còn có mấy vạn huyết ma đồng thời ra tay, sức mạnh kinh khủng điên cuồng va vào tiêu phàm bố trí đi ra phong ma trận. Không được. Tiêu phàm lập tức có nhận biết. Oanh, âm. Um. Lại là hai lần tập trung đáng sợ công kích, tiêu phàm còn chưa kịp làm cái gì, hắn bố trí bao phủ toàn bộ huyết ma địa phong ma trận bị phá tan. Lại một lần nữa ma thần trận. Đem chúng nó truyền tống đi cho tiêu phàm một điểm màu sắc nhìn một cái. Bên trong một cái ma vương cấp cường giả nói. Từng. Một cái khác ma vương cấp cường giả gật đầu, đến ngoại giới bọn họ không có đại thừa viên mãn cấp bậc thực lực, bọn họ không dám rời đi, mấy vạn huyết ma truyền tống đến các nơi nên đủ tiêu phàm uống một bình. Vù. Ma thần trận chỉ là tạm dừng, ngay lập tức sẽ bị một lần nữa bắt đầu dùng. Hả? Tiêu phàm nhận ra được mãnh liệt không gian rung động. Tất cả mọi người chú ý, huyết ma bắt đầu truyền tống đến các nơi. Tiêu phàm âm thanh xa xa truyền ra, mấy tra lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 666 khen thưởng tham chiến cường giả. nguồn: Mê truyện audio.com kiểu gì? tiêu phàm cười ha hải nhìn vạn tượng ma vương, vạn tượng ma vương cắn răng cười lạnh nói, chỉ đến như thế, ngươi những đồ chơi này đối phó nhân vật bình thường vẫn không có vấn đề, dùng tới đối phó bản vương quả thực buồn cười. tiêu phàm gật gù, vậy thì lại cho ngươi thêm nạp liệu. rất nhanh tiêu phàm liền cho vạn tượng ma vương viết xuống hai phó thư pháp hắn thư pháp phương diện cũng là cấp một thiên phú thần thông trình độ thư pháp cũng có rất tốt hiệu quả vạn tượng ma vương biểu hiện rõ ràng càng thêm khó chịu đến hắn bước đi này thống khổ lũy thừa tăng lên một chút đều khó chịu hơn rất nhiều cũng là như vậy vạn tượng ma vương cắn răng khinh thường nói tiêu phàm cười ha ha hắn không nói thêm gì xoay người rời đi vạn tượng ma vương nếu không nói hắn vào lúc này cũng không vội và đối phó vạn tượng ma vương hệ thống tính ngưỡng điểm vẫn không có tính toán ra đến rời đi hình phòng tiêu phàm ở trong đầu nói. Còn không? Hệ thống trả lời, lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 667 Tin tức ở ma giới lộ ra ánh sáng Nguồn Mê truyện audio com Đáng chết Ma giới phía bên kia tốt hơn một chút cái cường giả tụ tập cùng nhau, được Nam Cung Thanh Vân tin tức bọn họ sắc mặt khó coi. Tiêu phàm còn sống sót. Ma giới cường giả trầm giọng nói, giả như tiêu phàm chết rồi thiên huyền hoàng triều người còn lại thiếu chết một điểm vậy cũng trị nam cung thanh vân nói tiêu phàm cũng không chết ba ngày trước hắn còn tụ tập hai triệu thiên huyền hoàng triều võ giả đối với bọn họ luận công ban thưởng hắn đưa ra đến đang dược vượt qua hai ngàn vạn viên nói là lập công nhiều có thể để bọn họ tăng lên một cảnh giới lớn thiếu cũng có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ mà giới các cường giả sắc mặt càng thêm khó coi tiêu phàm lại đánh trắm không có vậy bọn họ rời đi huyết ma địa hai cường giả hay là lành ít dữ nhiều? Có thể có ma giới cường giả trong bóng tối liên lạc ngươi? Không có. Kết thúc thông tin, ma giới các cường giả rất nhanh sẽ đem tin tức báo cáo cho xích diễm ma đế. Xích diễm ma đế sắc mặt đồng dê lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 668 Cự tượng ma vương thần phục Nguồn Mê truyện audio.com Không có lập tức lựa chọn hệ thống thăng cấp, tiêu phàm đến trong vương phủ hình phòng bên trong. Vạn tượng ma vương, mới vừa làm sao nghe được ngươi ở kêu thảm thiết. Tiêu phàm đánh giá vạn tượng ma vương cười ha hả đạo, trải qua mấy ngày vạn tượng ma vương dáng dấp thê thảm rất nhiều, mỗi thời mỗi khắc hắn đều chịu đựng mãnh liệt đau đớn. Vạn tượng ma vương nghiến răng nghiến lợi nói. Họ tiêu ngươi muốn giết cứ giết, ngươi nhớ ta đầu hàng, nhớ ta phản bội ma giới căn bản cũng không có khả năng. Tiêu phàm khẽ nói. Ở ma giới cường giả xem ra, ngươi đã tử vong, ngươi bây giờ kiên trì thực không có bất kỳ ý nghĩa gì đương nhiên nếu như ngươi kiên trì cái kia bản vương liền đi, 10 ngày nửa tháng sau lại đến đây xem ngươi, lấy ngươi năng lực chống đỡ xuống không khó lắm. Vạn tượng ma vương cắn chặt hàm răng. Lấy hắn năng lực chống đỡ một canh giờ vấn đề không lớn, có thể một hai ngày liền rất thống khổ, 10 ngày nửa tháng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào càng là vô cùng lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 669 Xâm nhập thiên cơ tông Nguồn Mê truyện audio.com Nhạc phụ đại nhân, Ngài cùng nhạc mẫu lại đây một chuyến, có chút việc tìm các ngươi." Tiêu Phàm truyền âm cho Thái thượng hoàng. Thiên Huyền Đế cung bên trong, Thái thượng hoàng nhận được truyền âm rất nhanh cùng Thái hậu xuất phát. "Tiêu Phàm, chuyện gì?" "Không có giống trống khu chiên lại đây, Thái thượng hoàng bọn họ lặng yên bay đến Tiêu thân vương phủ." Thái thượng hoàng bây giờ là độ kiếp đại viên mãn cấp bậc tu vi, Thái hậu tu vi là hợp thể đại viên mãn, phía trước Tiêu Phàm cho Thái thượng hoàng Thái hậu bọn họ đề cập tới tu vi. Tiêu Phàm cười cười nói, nhạc phụ nhạc mẫu các ngươi đã củng cố một quãng thời gian, giúp các ngươi sẽ đem thực lực nói lại. Tiêu Phàm chuẩn bị thăng cấp hệ thống, ở hệ thống thăng cấp trước Thiên Huyền Hoàng Triều cường giả nhiều điểm được, tăng lên Thái Thượng Hoàng Thái Hậu bọn họ tu vi là rất tốt lựa chọn. Còn tăng lên. Tiêu Phàm ta đến lúc đó mình có thể đột phá đến đại thừa cấp bậc, ngươi tiết kiệm điểm sức mạnh đi. Thái Thượng lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 670. Cầm nã thiên cơ tông cường giả. Nguồn mê truyện audio com cự tượng ma vương nhìn chằm chằm nam cung thanh vân hắn hừ lạnh một tiếng nam cung thanh vân các ngươi thiên cơ tông được chống đỡ dự định vứt bỏ bản vương nam cung thanh vân trong lòng căng thẳng hắn vội vàng nói ma vương đại nhân tuyệt đối không có chuyện như vậy chúng ta chỉ là lo lắng tiêu phàm lẻn vào cự tượng ma vương lạnh lùng thốt các ngươi đã được như vậy chống đỡ chúng ta ma giới tất nhiên còn có thể có thừa cường giả giáng lâm các ngươi tốt nhất không cần có ý nghĩ như thế Nam Cung Thanh Vân nói. Ma Vương Đại Nhân Ngại nói không sai, mà giới xác thực còn có thể có thừa cường giả giáng lâm, huyết ma địa gặp giáng lâm 10 tên Ma Vương cường giả. Cự tượng Ma Vương không gian bảo vật bên trong Thái Thượng Hoàng có thể nghe được ngoại giới âm thanh, hắn rất là giật mình. Xem ra Ma Đế Đại Nhân đã được còn lại Ma Đế chống đỡ, tiêu phạm bọn họ diệt vong là chuyện sớm hay muộn, các ngươi lấy ra lòng trung thành của các ngươi. Cự tượng Ma Vương trầm lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang.